chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn nhớ đâu người chết ở trong linh cảnh, đạo cụ sẽ bị linh cảnh tự động thu hồi, tổn thất cực lớn. Vương Thái gõ bàn phím lách cách, kéo ra một chuỗi số liệu, nhìn chằm chằm hồi lâu, lẩm bẩm. Thanh Minh vừa qua, vừa lúc là đoạn thời gian hàng năm đường hầm xà linh mở ra, tên này có phải quá xui xẻo hay không? Trong văn phòng, Lý Đông Trạch mở ra phần mềm nói chuyện phím, nhập vào tin tức. Phó Bách Phu trưởng thuộc hạ phải báo cáo một sự kiện, có liên quan với vị thần giả dạ du mới mời chào vừa rồi đề cập kia. Linh cảnh thí luyện của cậu ta là đường hầm xà linh, được xưng đường hầm xà linh linh cảnh bắc của thần giả Du Tân Thủ. Đường hầm xà linh lúc ban đầu xuất hiện ở trong lúc xây dựng đường hầm thế kỷ trước, có một đội thi công vào lầm trong đó, chết trong linh cảnh. Sau đó, chính phủ tìm được một người sống sót, mà người sống sót kia ở 36 giờ sau, một lần nữa bị truyền tống vào linh cảnh. Đúng vậy, nhiệm vụ thí luyện đường hầm xà linh chia ra hai giai đoạn, cái đó khác với nghề nghiệp khác, linh cảnh khác nhiệm vụ thí luyện có tính một lần. Rất xin lỗi, thuộc hạ bị bất ngờ làm đầu óc choáng váng, bị tư duy theo quán tính lầm đường, thấy cậu ta từ trong linh cảnh thí luyện quay về hiện thực, theo bản năng cho rằng cậu ta đã thông qua thí luyện. Thuộc hạ biết, trong cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn có tư liệu linh cảnh thần giả du phong phú nhất, toàn diện nhất, vị môn chủ kia là thần giả du mạnh nhất đương thời. Có lẽ, Thái Nhất Môn sẽ có tư liệu tương quan đường hầm xà linh. Nếu là phó bách phu trưởng ngài ra mặt, nghĩ hẳn Thái Nhất Môn sẽ nể mặt vài phần không vứt bỏ chiến hữu là nguyên tắc của bạch hổ binh chúng cậu ta nếu đã nhận việc vậy thuộc hạ không thể dễ dàng bỏ qua hy vọng phó bách phu trưởng giúp âu đữ biên tập xong tin tức lý đông trạch xem đi xem lại mấy lần sau khi xác nhận không có sai lầm click gửi đi hắn cầm ly rượu nhìn chằm chằm màn hình thở dài một tiếng trương nguyên thanh tâm sự nặng nề về nhà nhập mật mã mở ra cửa chống trộm trong phòng khách bà ngoại đang lau sàn trơn bóng sáng ngời cạnh bàn ăn có một ông chú trung niên mặc sắc kít màu đen ngồi, ngũ quan tuấn lãng, tóc đen nhánh. Mi tâm khắc sâu chữ xuyên, nếp nhăn do ba đường tạo nên cùng với nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày đặc, cùng nhau lắng động lại ra năm tháng tang thương. Từ bề ngoài mà nói, không hề nghi ngờ, đây là một vị lão soái ca rất có ý nhị, nhắm chừng rất được phụ nữ trưởng thành yêu ái, còn có một chút thiếu nữ thích các ông chú si mê. Chương 28, linh cảnh cấp Bắc 3, nhưng ông chú trung niên này không phải cậu của Trương Nguyên Thanh, mà là anh họ. Anh họ nuốt xuống cháo độ nóng vừa đủ, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghe bà nội nói, "Em tối qua tìm anh." Vẻ mặt anh ta nghiêm túc, không thích nói cười, tựa như ông ngoại phiên bản trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh mở miệng ngập ngừng, lắc đầu nói, "Không có việc gì, vấn đề ngày hôm qua đã giải quyết, mà cửa ải khó khăn mới anh họ không thể hỗ trợ, không bằng không nói." Mặt khác, hắn là từng ký hiệp nghị giữ bí mật. Anh họ liếc hắn một cái, vừa chậm rãi húp cháo, vừa nói, là vì chuyện lôi nhất binh à, nghe nói Lý Đông Trạch ngày hôm qua tự mình tới gặp, cái này ý nghĩa vụ án của cậu ta không quá tầm thường, đừng nói là em, cho dù là anh cũng không giúp được. Thì ra anh họ đã từng tìm hiểu trước đó, Trương Nguyên Thanh vâng một tiếng, thấy cảm xúc hắn không cao, Trần Nguyên Quân liền không nói nữa, chỉ cho rằng em họ là lo lắng lôi nhất binh. Lúc này, Giang Ngọc Nhị mặc áo ngủ gấu nhỏ đáng yêu từ trong khuê phòng đi ra, cầm trong tay một sấp mặt nạ đắp mặt, nè, trừ nếp nhăn trống ra cả, sáng tối một lần, hiệu quả hẳn là không tệ bà của cháu cực kỳ muốn cô mua giúp mặt anh họ tối sầm đầu lông mày nhíu chặt cô trẻ cháu không cần những thứ này gì trẻ vẻ mặt không sao cả nhún vai tùy cháu thôi bà ngoại lau nhà ở bên trống cây lau tức giận chừng mắt nhìn cháu nội nói mày không cần mặn nạ đắp mặt vậy chính là cần bà nội lấy bản ủi thay ngươi ủi phẳng nếp nhăn trên mặt bởi vì con trai không đáng tin bà ngoại đã sớm bỏ qua ức lớn này sửa thành bồi dưỡng hai clone thế hệ tiếp theo Trước mắt mà nói, cháu ngoại thi đỗ đại học Tùng Hải, cháu nội làm việc ở văn phòng cảnh sát, đều có tiền đồ sáng sủa. Nhưng bà ngoại vẫn luôn có tâm bệnh, đó chính là cháu nội quá mức ổn trọng thành thục, 30 tuổi mặt 40 tuổi. Năm kia một vị lão huynh đệ xa cách nhiều năm của ông ngoại đến Tùng Hải làm khách, thấy Trần Nguyên Quân, kinh ngạc nói với ông ngoại: "Chưa nghe nói ông còn có một đứa con trai nha?" Ông ngoại nghẹn thật lâu, nghẹn ra một câu: "Đây là cháu nội tôi." Lão huynh đệ là người ngay thẳng, kinh ngạc thốt ra, đứa cháu nội này của ông phát triển thật tùy hứng. Giao tình mấy chục năm thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Nguyên Quân bất đắc dĩ tiếp nhận mặt nạ, nhét vào trong túi, nói. Được rồi, bà nội đừng lại nhảy nữa, cháu còn cần đi làm, gần đây đang có vụ án mất tích, rất bận rộn. Vụ án mất tích, Trương Nguyên Thanh lập tức mẫn cảm hẳn lên, hỏi. Tình huống thế nào, Trần Nguyên Quân gắp miếng dưa muối, có hai người mất tích ở đường hầm xà linh, đến bây giờ cũng chưa tìm được người, điều lấy camera theo dõi căn bản không phát hiện bọn họ vào đường hầm anh họ bỗng nhiên dừng lại cảnh báo đừng truyền ra ngoài hắn từng ký hiệp nghị giữ bí mật bà ngoại vừa nghe nhất thời dâng lên tâm lý hóng chuyện thần bí nói có phải lại ma quỷ quấy phá hay không hư nơi này sao còn không bịt lại hàng năm đều có mấy người mất tích ở trong đường hầm dì trẻ cũng dựng lỗ tai lên vẻ mặt hóng hớt giống mẹ của cô bà nội bà đừng hỏi nữa sẽ không là giống với mình vào lầm miếu sơn thần chứ, địch, hai tên xui xẻo này, không biết họ có thể sống sót ba giờ hay không. Trương Nguyên Thanh đã đồng tình thương hại, lại có loại cảm giác an ủi xui xẻo không phải một mình ta. Hắn đối với linh cảnh có nhận thức sâu hơn nữa, Lý Đông Trạch từng nói, linh cảnh vẫn luôn tồn tại, có lẽ trong dân cư hàng năm mất tích, còn có một bộ phận là biến mất ở trong linh cảnh. Kinh Thành, Tứ Hợp Viện, cây hòe lớn trong sân cành lá tươi tốt, như một cái ô to xanh biếc mở ra trên xích đu dưới ô có ông lão tóc hoa dâm đang nằm áo ba lỗ màu trắng quần đùi trong tay cầm một cái quạt hương bồ nhàn nhã chợp mắt ông lão khuôn mặt phó vàng giữ lông mày có một nốt ruồi thịt có quý khí khó có thể miêu tả một trận gió khẽ thổi tới lá cây run run lắc xuống một mảng lốm đốm trên cây hòe loáng thoáng truyền đến tiếng trẻ con non nớt cười vui tôn trưởng lão tiểu tử phó ra gửi biêu kiện cho ngài một người trung niên mặc đồ đen bước qua bậc cửa đi vào trong sân mặc kệ là ngũ hành minh hay thái nhất môn người có thể trở thành trưởng lão đều là linh cảnh hành giả tiếng tăm lừng lẫy phó thanh dương ông lão cười ha ha chưa mở mắt quạt vài lần cây quạt hương bồ chuyện gì cấp dưới của hắn ở thành phố tùng hải chiêu mộ một vị thần dạ du linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh muốn hướng ngài cầu một phần tư liệu tương quan đường hầm mặt khác hy vọng ngài có thể cho chút đề nghị người đàn ông trung niên thuật lại nội dung biêu kiện chương 29, tư liệu chi tiết đường hầm xà linh 1. Cái tay phe phẩy quạt hương bồ của ông lão khựng lại một lần, vài giây sau, giật mình nói. Thanh minh vừa qua, tính toán thời gian, vừa lúc là đoạn thời gian đường hầm xà linh mở ra. Sắp tới sẽ có không ít người may mắn đạt được thẻ nhân vật thần dạ du, đáng tiếc, không có khả năng có ai vượt ải đường hầm xà linh. Tư liệu có thể cho hắn, dù sao trong môn đã từ bỏ chiến lược đường hầm xà linh, tư liệu tương quan giảm xuống cấp bậc giữ bí mật thuận tiện truyền lời phó tiểu tử, bản thân nơi đó là linh cảnh thí luyện cấp S, giữa đường lại xảy ra chút đường rẽ, khó càng thêm khó, đã sớm thoát ly phạm chủ thí luyện linh cảnh. Đề nghị của ta là, bỏ qua vị thần giả du kia, người nhất định phải chết không cần thiết đầu tư. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng gật đầu, thân là chấp sự trong thái nhất môn, người đàn ông trung niên biết rõ đường hầm xà linh ở tùng hải quỷ dị cùng không lành. Linh cảnh thí luyện cấp S, bản thân chính là linh cảnh độ khó cao nhất trong tân thủ, đường hầm xà linh thì so với cấp S linh cảnh tầm thường càng thêm quỷ dị. Mỗi một linh cảnh thí luyện cấp S đều tất nhiên ẩn chứa một ít thứ bất thường, hoặc là đạo cụ quý hiếm, hoặc là tin tức quan trọng nào đó, giá trị cực lớn. Thái nhất môn vì phá giải linh cảnh đường hầm xà linh, cố ý phái hai thần giả du cấp một trường kỳ đóng quân Tùng Hải, bởi vì linh cảnh thí luyện tân thủ cấp S, ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra đối với linh cảnh hành giả cấp 1 của nghề nghiệp đó. Sau khi vất vả chờ mấy tháng, hai thần giả du cấp một thành công tiếp thu nhiệm vụ đường hầm xà linh. Nhưng kết quả là, một thần giả du sau khi tiến vào linh cảnh không còn có tin tức, một thần giả du khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, sau đó chết ở nhiệm vụ thứ hai. Mà hai vị thần giả du này đều là có đạo cụ bên người. Từ đó về sau, trưởng lão hội thái nhất môn một lần nữa tiến hành đánh giá đối với đường hầm xà linh, hoàn toàn bỏ qua phương án vượt qua linh cảnh này. Nếu thật có ai có thể vượt ải đường hầm xà linh, thu hoạch tin tức bên trong, cũng coi như cởi bỏ khúc mắc của thái nhất môn chúng ta. Người đàn ông trung niên cười nói một câu, lão nhân không cho đánh giá, chậm rãi nói. Mấy ngày nữa, môn chủ sẽ triệu tập toàn bộ thần giả dạ du tới thủ đô học, có việc lớn muốn tuyên bố. Người chuẩn bị một phen, triệu hồi hết các tiểu tử dưới trướng. Nói xong, phung cây quạt hương bổ đuổi người. Người đàn ông trung niên kho người lui ra. Chờ anh họ hút xong cháo đi làm, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ bù một giấc. Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên tai là âm hiệu cực kỳ sống động, mở mắt ra, trong phòng lóe lên ánh huỳnh quang màn hình tivi, đèn trần nhà chưa bật. Hắn ngồi dậy nhìn về phía bên cửa sổ, dì trẻ đang ngồi khoanh chân trước tivi, chơi PS5 của hắn, sắn tay áo lộ ra hai cánh tay trắng nõn, thân thể mềm mại theo thao tác tay cầm mà lắc trái lắc phải. Trương Nguyên thanh ngáp một cái, đứng dậy bật đèn, tới phía sau dì trẻ, xem cô chơi game. Cô chơi là một trò chơi khủng bố, phong cách âm phủ, âm nhạc quỷ dị, nhân vật chính là người tí hon xấu xí, sách theo một cây rìu máu chảy đầm đìa, một đường qua ải chém tướng, giết máu thịt bay tứ tung. Ánh huỳnh quang TV chiếu dọi trên đôi mắt sáng như nước mùa thu, khuôn mặt trứng ngỗng ngượt mà trong sự rạng rỡ, mang theo một tia hưng phấn. Trò chơi này không tệ, rất thích hợp chơi buổi tối, rất tự lành. Dì trẻ đầu cũng không quay lại nói, dì trẻ có ba sở thích lớn, dạo trung tâm mua sắm, xem phim kinh dị, chơi game khủng bố. Là trầm cảm chứ, nữ nhân biến thái này. Trương Nguyên Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo phụ họa là rất thú vị. Dì trẻ quay đầu lại, lườm hắn một cái, mày còn giả dối làm gì với gì? Cô quay đầu tiếp tục chơi game, nói, thật ra đây là một trò chơi tự lành, quỷ quái trong hình ảnh đều là đứa bé trai tưởng tượng ra, nó là người bệnh tâm thần, vì không bị tâm ma cắn nuốt, nó cố gắng đấu tranh, cuối cùng mở một đường máu, cuối cùng thấy được ánh sáng, kết cục cực kỳ cảm động. Lúc cô nói chuyện, Trương Nguyên Thanh đã rót cho bản thân một cốc nước vừa uống vừa đáp lại, ý tưởng không tệ. Dì trẻ ừ ừ hai tiếng, tiếp theo nói, mỗi một boss đều ẩn chứa quy luật riêng, chỉ cần để ý quan sát, cho dù là một thằng nhóc cũng có thể chiến thắng ác ma đáng sợ. Nhưng hình ảnh cùng âm nhạc khủng bố, thường thường sẽ làm người ta sợ hãi, mất đi bình tĩnh phán đoán. Mày cũng đến chơi một chút. Trương Nguyên Thanh không có tâm tình chơi game cùng dì trẻ, rời khỏi linh cảnh nhắm chừng 20 giờ rồi, mười mấy giờ nữa linh cảnh mở ra lần nữa, chờ đợi hắn, có lẽ là tử vong hắn còn không bằng nghĩ xem mười mấy giờ cuối cùng của cuộc đời nên làm chút gì, đỡ để lại tiếc nuối. Gọi điện thoại mắng bà già một trận, ôm dì trẻ khóc toáng lên một hồi, cuối cùng hát rap nhảy hai pháp với cậu một lần. Trường 30, tư liệu chi tiết đường hầm xà linh 2. Hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà không có chuyện gì đặc biệt tiếc nuối, cũng không có nguyện vọng tha thiết ước mơ, thân là một sinh viên gia cảnh coi như tốt, cuộc đời của hắn vốn không có quá nhiều phiền não. Chỉ có người từng trải tang thương, mới có rất nhiều tiếc nuối không dứt bỏ được. Ai ra, mày tới chơi đi. Dì trẻ uốn éo vòng eo, làm nũng nói. Nhìn bóng lưng tốt đẹp của cô, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dần chuyển thành nhu hòa, ngồi xuống ở bên cạnh dì trẻ, tiếp nhận tay cầm trong tay cô. Nếu cuộc đời chỉ còn mười mấy giờ, chơi một ván game nữa với cô cũng không tệ. Khi dì trẻ ăn khoai tây rán, líu díu chỉ đạo, Trương Nguyên Thanh hoàn thành trò chơi, nhìn thời gian, phát hiện đã 11 giờ khuya. Không tệ không tệ, rất có thiên phú dì trẻ mút đầu ngón tay trắng nõn, vỗ vỗ bả vai cháu trai khen, thuận tiện chùi nước miếng ở trên người hắn. Có ghê tởm hay không, bẩn chết mất, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt chán ghét, phi, dì đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đừng có ở trong phúc không biết phúc. Giang Ngọc Nhị Thối không biết xấu hổ nói, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bao nhiêu tiền một cân thế, Trương Nguyên Thanh cười khẩy, bao nhiêu tiền cũng không bán, nhưng dì có thể tặng mày mấy ngụm. Giang Ngọc Nhị chu mỏ, một bộ tư thế muốn dính nước miếng ở trên người Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngửa người ra sau né tránh, rác, tay nắm cửa bị vặn, bà ngoại đứng ở cửa, cau mày nhìn hai người. Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị lập tức ngồi thẳng người. Mày còn ăn cơm hay không? Bà ngoại khiển trách, buổi tối không ngủ ban ngày ngủ, tỉnh lại chính là chơi game, làm nhân loại muốn thành tiên, sống ở mặt đất muốn lên trời. Trương Nguyên Thanh buông tay cầm, cháu biết rồi biết rồi, ăn cơm ngay đây. Bà ngoại liếc xéo con gái một cái lạnh như băng, gì trẻ xám xịt chạy trở về khuê phòng. Cơm tối vẫn giữ ấm, bà ngoại lại làm nóng một chút cho đồ ăn nguội lạnh, Trương Nguyên Thanh ăn qua loa lót dạ, trở lại phòng, triệu hồi ra ô vật phẩm xác nhận một lần chấn thi phù vẫn còn. Tiếp theo đánh giá một lần giao diện thuộc tính của mình. Sau đó, vừa cầu nguyện Lý Đông Trạch bên kia sẽ có tin tức tốt, vừa suy nghĩ từng chi tiết nhỏ trong miếu sơn thần. Vừa rồi trong quá trình chơi game với dì trẻ, hắn đã có cảm ngộ mới. Linh cảnh cũng đã là một trò chơi, vậy có tồn tại quy luật hay không? Nếu tìm được quy luật, cho dù hắn là một thằng nhóc tay trói gà không chặt, không chừng cũng có thể thuận lợi qua ải. Lúc Nguyên Man suy nghĩ, tiếng chuông trói tai vang lên, làm trái tim Trương Nguyên Thanh đột nhiên dừng đập. Hắn nắm lên điện thoại di động đầu giường, điện báo biểu hiện là dãy số lạ, lựa chọn tiếp. Alo, là Trương Nguyên Thanh sao? Loa truyền đến giọng nói khêu gợi, Trương Nguyên Thanh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi. Có phải lấy được tin tức đường hầm xà linh rồi hay không? Quan nhã, ừm, một tiếng. Thập trưởng lấy được tư liệu chi tiết hơn cho cậu rồi, anh ấy bảo chị gửi đến hòm thư của cậu. Chị biết người trẻ tuổi các cậu chưa bao giờ xem hòm thư, cho nên gọi điện thoại thông báo cậu một lần. Không hổ là chính phủ, lựa chọn gia nhập chính phủ là đúng. Tâm tình Trương Nguyên Thanh nháy mắt rực rỡ hẳn lên, nhịn xuống bốc đồng bổ nhào tới trước máy tính xem xét biêu kiện, thành khẩn nói. Thay tôi cảm ơn Lý Thập trưởng, cảm ơn chị Quan Nhã, chờ tôi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, mời các người ăn cơm thuận lợi hoàn thành thí luyện. Trong lòng quan nhã thở dài một tiếng, sau khi muốn nói lại thôi một phen, giọng nhu hỏa hiếm thấy. Được, chờ cậu, cô đã xem tư liệu thái nhất môn truyền tới, sau khi xem xong chỉ có trong lòng phát lạnh cùng tuyệt vọng, khó trách thập trưởng cả ngày giàu dĩ không vui. Ở trong lòng Lý Đông Trạch, vị thần dạ du mới chiêu mộ này, chỉ sợ phải ngã xuống ở trong nhiệm vụ thí luyện. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh kéo ra ghế công học, sốt ruột không chờ nổi khởi động laptop, đăng nhập hòm thư hắn ở trong biêu kiện chưa đọc lộn xộn đã tìm được biêu kiện quan nhã gửi đến. Tải xuống văn bản kèm theo, đường hầm xa linh, linh cảnh đánh số 0079, cấp bậc độ khó S, loại hình, một người, loại hình tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079. Giống với nhiệm vụ thí luyện của mình, tinh thần trương nguyên thanh dung lên, đó là một hiện tượng tốt, nội dung miêu tả càng gần sát nhiệm vụ của hắn càng tốt. Cảnh tượng linh cảnh số 0079 không phải là đường hầm xà linh, mà là một tòa miếu cổ đời minh, tên là miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương. Theo ta phỏng đoán, vị nương nương này hẳn là thần giả du cấp bậc cực cao, không, có lẽ không thể xưng là thần giả du nữa. Tạm không rõ đời minh thực có một vị nương nương phong hoa tuyệt đại như vậy hay không, cũng có khả năng là linh cảnh bịa đặt. Sau đó là một đoạn dài miêu tả về sự tích Tam Đạo Sơn Nương Nương, nội dung nhất trí với Trương Nguyên Thanh ở trong miếu nhìn thấy chương 31, lại vào miếu sơn thần một Tiếp tục đọc, nhiệm vụ sống sót 3 giờ tương đối đơn giản. Lúc ban đầu, ta ở sau khi xem nội dung bút ký, đã gặp một oán linh dây dưa, đặc tính của nó là liên tục không ngừng rút lấy dương khí của vật sống, thẳng đến lúc mục tiêu tử vong. Thần dạ du đối với linh thể có áp chế trời sinh, ta không phí tinh lực quá lớn đã khu trừ nó, nhưng khi ta muốn cắn nuốt nó, lại gặp trở ngại thật lớn. Cái này có lẽ là linh cảnh bảo hộ đối với oán linh. Toàn bộ người từng xem bút ký đều sẽ bị nguyền rủa, bị oán linh dây dưa không chết không thôi, bất cứ phương pháp loại trừ nào cũng là tạm thời, loại trừ oán linh một lần, đại khái có thể đạt được 15 phút giai đoạn an toàn. Đáng nhắc tới, bố cục chỉnh thể miếu sơn thần là một tòa chủ điện, hai tòa hậu viện kề sát. Ngọn nến trong chủ điện là một đạo cụ cực kỳ mạnh, có năng lực chấn tà, tịnh hóa, chỉ cần tránh ở trong chủ điện, liền ý nghĩa an toàn. Trả giá là ngọn nến sẽ tiêu trừ sợ hãi trong lòng người ta, tắm rửa ánh nến lâu dài, sẽ trở nên không sợ gì cả, ở trong linh cảnh hung hiểm như thế, không sợ gì là chí mạng. Mặt khác, nó không thể bị di động, không thể mang ra khỏi linh cảnh. Sau khi ở lại trong chủ điện nửa giờ, ta đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu, từ hậu viện truyền đến tiếng cầu cứu, trong đó xen lẫn tiếng gạo giống làm người ta nổi cả da gà, không giống vật sống gạo giống. Sau khi do dự một phen, ta quyết định tới hậu viện thăm dò. Chủ điện quả thật là căn phòng an toàn, điểm ấy ta tự mình nghiệm chứng, nhưng không ngờ căn nguyên là ngọn nến, ta còn tưởng là vị sơn thần nương nương xinh đẹp kia. Tiếng cầu cứu là từ trong cây đa to kia phát ra, tiếng giống ta chưa nghe được, cái sân nhà kia phía đông quả nhiên khủng bố. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, âm thầm hít sâu vào. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần đọc tiếp, tin tức phía sau cực kỳ quan trọng, nếu có thể biết trước được tình huống của một sân nhà khác, hắn khi thăm dò có thể tránh né nguy hiểm. Cây đa to rất nguy hiểm, đừng quay đầu, đừng quay đầu. Cây đa này tựa như có ý thức, nhưng vì sao phải cầu cứu chứ? Về phần tiếng giống đáng sợ, ta cũng chưa tìm được ngọn nguồn, bởi vì nó xuất hiện cắt ngang sự thăm dò của ta, nó là một đôi giày nhảy màu đỏ. Nó chưa ngay lập tức công kích ta, mà là mời ta khiêu vũ, xuất phát từ tâm lý thử, ta đồng ý lời mời của nó. Ta căn bản không nhớ được bước nhảy của nó, quá loạn quá tạp, đối với ta không có kinh nghiệm vũ đạo mà nói, đây là yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Không, cho dù là người có kinh nghiệm vũ đạo cũng không có khả năng nhớ kỹ những bước nhảy đó. Ta thất bại, dài nhảy màu đỏ triển khai đuổi giết đối với ta. Ta thuận lợi trốn về chủ điện, nhưng xương sườn bị nó đạp gãy hai cái, ta nghĩ ta đã hiểu rõ diện mạo thật sự của nó, đây là một món đạo cụ cực kỳ đáng sợ, nó truy tung bỏ qua địa hình cùng chướng ngại vật, không đạt mục đích thề không bỏ qua, bước đầu phỏng đoán, nó là một món đạo cụ loại quy tắc. Khó có thể tin, trong một linh cảnh thí luyện vậy mà có đạo cụ loại quy tắc, ta rốt cuộc biết tiền thọ rõ ràng mang theo một món đạo cụ, lại vẫn như cũ chết ở miếu sơn thần, biết vì sao linh cảnh này chưa từng có ai vượt qua, đùa cái gì vậy, có thể đi vào đường hầm xà linh, hoặc là thần giả du cấp một sơ kỳ, hoặc là người thường, sao có khả năng vượt ải. Tạm thời không biết nguyên nhân miếu sơn thần suy bại, cũng không biết bí mật liên quan ngàn năm hưng suy kia là cái gì, hy vọng có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai, mang về chân tướng cho tổ chức. Tư liệu đến đây kết thúc, không có đoạn sau. Trương Nguyên Thanh biết, vị thần dạ du này quá nửa đã chết ở nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai. Miếu Sơn Thần đáng sợ, Trương Nguyên Thanh dựa về phía sau, mang trọng lượng thân thể giao hết cho ghế dựa lưng. Hắn nhắm mắt, kết hợp tin tức trong tư liệu, cùng tình huống mình trải qua, thông qua linh cảm chơi game đạt được, tiến hành phân tích, tìm kiếm quy luật đối với Miếu Sơn Thần. Oán linh bám trên vai có thể dùng nến loại trừ, mỗi lần loại trừ có 15 phút đồng hồ thời gian an toàn, hơn nữa sau khi bám lên vai sẽ không lập tức bị thương sân nhà phía đông phải cẩn thận cây hòe không thể quay đầu vì sao không thể quay đầu tình huống gì không thể quay đầu quay đầu sẽ thế nào vì sao trong tư liệu không viết rõ tạm thời còn chưa thể xác định tiếng giống cùng cây hòe có liên quan không nếu là không liên quan nguy hiểm lại thêm một phần diện mạo thật sự của đôi giày nhảy màu đỏ kia là đạo cụ đạo cụ loại quy tắc nghe qua cấp bậc rất cao bây giờ xem ra các tiền bối đội thi công tỷ lệ đại khái là bị giày nhảy màu đỏ dẫm chết, dẫm vỡ hết xương cốt cả người. chương 32, lại vào miếu sơn thần hai. Tuy ở dưới sự bồi dưỡng của cậu, mình cũng biết một ít vũ đạo, nhưng thần giả du cấp một cũng không xử lý được, một đứa nhỏ như mình khẳng định cũng không được. Nếu là cậu gặp giày nhảy màu đỏ, khẳng định có thể nhảy đến sông cạn đá mòn nhỉ. Loại chuyện này nên để cho ông cậu không đáng tin đến, dù sao cậu đời này chính sự mặc kệ, chỉ thích hát hò nhảy nhót. Đợi một chút, mắt trương nguyên thanh đột nhiên sáng ngời dựa theo tư liệu nói vị thần dạ du kia nguyên nhân căn bản thất bại chứ không có kinh nghiệm vũ đạo mấu chốt nhất là không nhớ được bước nhảy phức tạp hỗn loạn cái này quá nửa đã vượt qua cực hạn trí nhớ nhanh của người thường nhưng hắn không có phiền não như vậy chỉ cần ép bản thân một phen để bệnh cô tái phát đầu óc tiến vào trạng thái quá tải tên kia chứng kiến nghe thấy đều sẽ tái hiện ở trong đầu hơn nữa dưới trạng thái quá tải sức khống chế của đầu óc đối với thân thể vượt xa người thường làm một ít động tác độ khó cao không thành vấn đề. Vấn đề là không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào, thuốc của ta có thể không mang vào được, một khi bệnh cũ tái phát, không có dược vật áp chế, ta không biết mình sẽ thế nào. Loại chuyện này không cần thiết tự mình cân nhắc lung tung, trực tiếp hỏi là được, bằng không gia nhập tổ chức chính phủ làm chi? Trương Nguyên Thanh cầm lên điện thoại di động, mở ra ghi lại cuộc gọi, gọi lại số của Quan Nhã. Sau mấy tiếng, điện thoại kết nối, xem xong tư liệu rồi quan nhã đang chuẩn bị nghỉ ngơi cô là cô gái chú trọng bảo dưỡng kiên kỵ nhất thức đêm ghét nhất khi ngủ bị quấy dày nhưng đối với trương nguyên thanh độ dễ dàng tha thứ của cô rất cao ai nhẫn tâm nói năng hung ác với một cậu bé mệnh không còn lâu nữa lại nói hắn bộ dạng tuấn tú nói chuyện lại dễ nghe xem xong rồi có một số chỗ không quá hiểu trương nguyên thanh hỏi đạo cụ loại quy tắc là cái gì quan nhã giải thích đạo cụ trong linh cảnh chủng loại rất nhiều công năng cũng không giống nhau tổ chức chính phủ chúng ta căn cứ đặc tính của đạo cụ, quy nạp ra ba chủng loại lớn, phân biệt là loại trả giá, loại quy tắc, còn có một loại không quá rõ, chỉ cấp bậc không đủ, không tiếp xúc đến. Nói tới đây, cô cười mỉm bổ sung, đạo cụ loại quy tắc cùng loại trả giá, bình thường chẳng phân biệt cao thấp, dù sao công năng đạo cụ đều không giống nhau, không thể dùng tiêu chuẩn đơn nhất cân nhắc. Nhưng có một điểm được công nhận, đạo cụ loại quy tắc xử lý càng thêm phiền toái, cũng càng thêm thưa thớt, mỗi một món đạo cụ loại quy tắc đều giá trị liên thành. Cô tạm dừng một chút, nói tiếp, phương pháp đối phó đạo cụ loại quy tắc, ở trong tổ chức chính phủ cũng không phải bí mật, đó chính là tìm được quy luật của nó, phá giải quy tắc của nó. Trong tư liệu nhắc tới chuyện giày nhảy màu đỏ mời khiêu vũ, quá nửa âm thầm hợp với quy tắc của nó. Nếu có thể hoàn thành lời mời của nó, vậy có xác suất nhất định thu phục đạo cụ loại quy tắc này. Đương nhiên, chỉ là có xác suất nhất định, cái này quyết định bởi rất nhiều nhân tố, ví dụ như nó có muốn hay không, ví dụ như nó vô chủ hay không vân vân nhưng thu phục đạo cụ loại quy tắc loại chuyện này ngươi nghĩ chút là được rồi đừng coi là thật cô thầm nhủ trương nguyên thanh kiên nhẫn nghe xong lại hỏi còn có một việc dược phẩm có thể mang vào linh cảnh không trừ quần áo bình thường tuyệt đại bộ phận vật trong hiện thực đều không thể mang vào linh cảnh dược phẩm có thể nhưng phải là đã dùng ngậm ở trong miệng thì sao cái này quan nhã không đáp được xem ra chỉ có tự mình thử trương nguyên thanh nói tôi không có vấn đề nữa cảm ơn quan nhã ừm một tiếng cười nói bảo trọng nha cậu bé đúng rồi hôm nay là ngày may mắn của tròm sao bỏ cạp à, a trương nguyên thanh chưa phản ứng lại đối diện đã cúp hắn buông điện thoại di động xem thời gian đã dạng sáng buổi sáng ngày mai hắn sẽ tiến vào linh cảnh lần nữa hôm sau lý đông chạch trống gậy trống đi giày ra bóng lộn tiến vào tòa nhà thủy tinh sau cao ốc sở cảnh sát thân là lãnh đạo không cần làm việc vặt hắn quen đi làm trễ một giờ có đôi khi dứt khoát không đi làm, ăn lương nộp thuế, tự do quen. Đối với linh cảnh hành giả dưới trướng, hắn cũng lơ là quản lý, mặc kệ. Thứ nhất là ngoại trừ quan nhã, người khác đều không phải bạch hổ binh chúng, nghe điều không nghe tuyên. Thứ hai, phó bản linh cảnh hành giả tỷ lệ tử vong cực cao, nói không chừng lần nào tiến vào linh cảnh liền không ra được nữa. Cuộc đời khổ mà ngắn, phải tận hưởng thú vui trước mắt. Lý Đông trạch tới lầu 2, theo thói quen nhìn quét khu làm việc, cạnh bàn làm việc chống chân chỉ có quan nhã nghiêm túc làm việc cùng với vương thái cha tư liệu viết luận văn đang ngồi chương 33 lại vào miếu sơn thần ba quan nhã tư liệu cho hắn chưa cho rồi lý đông trạch gật gật đầu chưa nói cái gì xoay người vào văn phòng xa hoa quan nhã cũng không tiếp tục này đề tài cúi đầu lý đông trạch tiến vào văn phòng đi đến cạnh tủ rượu rót cho bản thân một ly rượu vodka phát tranh hung hăng chút một ngủ vừa vặn lúc này điện thoại di động vang reng reng hắn buông chén rượu xuống, nằm tựa lên ghế mềm, Lý Đông Trạch mở ra điện thoại di động. Có người ở trong group chat A còng hắn, tên diễn đàn là group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương. Thành phố Tùng Hải làm thành phố tuyến 1, tổng cộng có 16 đại khu, mỗi một đại khu đều có 10 đội linh cảnh hành giả, do nhân vật cấp đội trưởng thống lĩnh. Lý Đông Trạch là đội trưởng đội 2, dùng chế độ bạch hổ binh chúng mà nói, chính là thập trưởng. Người lãnh đạo trực tiếp các đội trưởng là chấp sự, khu Khang Dương có 3 vị chấp sự trên chấp sự chính là trưởng lão, trưởng lão bình thường sẽ không quản chuyện, linh cảnh hành giả cấp bậc này thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trên trưởng lão đoàn là lãnh tụ cao nhất của ngũ hành minh năm vị minh chủ. Năm vị minh chủ thuộc về nhân vật cấp truyền thuyết, Lý Đông Trạch chưa bao giờ gặp, chỉ biết là nguyên soái Bạch Hổ binh chúng nhà mình, còn có cung chủ Thủy Thần cung, đều là phụ nữ. Ngũ hành minh âm thầm gọi hai vị minh chủ này là tuyệt đại song kiều. Group quản lý linh cảnh hành giả đại khu Khang Dương, tổng cộng 14 người, 10 vị đội trưởng, ba vị chấp sự, cùng với một đội trưởng thần giả du thái nhất môn. Đại cơ bá A à Còng Lý Đông Trạch, nghe nói anh mời chào được một vị thần giả du. Hắn làm sao biết, Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, trả lời một câu, liên quan cậu cái rắm Trong ngũ hành hỏa khắc kim, thám báo bạch hổ binh chúng phổ biến đều chán ghét hỏa sư xích hỏa bang, cảm thấy bọn họ thô lỗ nóng nảy, nói chuyện không dùng đầu óc. Cái gì, Lý Đông Trạch mời chào được thần giả du. Các đội trưởng trong group tựa như cá mập ngửi được mùi máu tươi, tinh thần rung lên. Thanh đằng, thần dạ du, lý thập trưởng gần đây đi đâu thắp hương bái Phật, thế mà mời chào được thần giả du, hâm mộ. Bạch Long, toàn bộ thành phố Tùng Hải chúng ta, bài trừ tán tu, thần giả du chính phủ giống như không vượt qua 10 người nhỉ. Hơn nữa đều là của Thái Nhất Môn, Thủy Thượng Phiêu, Lý Đông Trạch Anh gặp vận cứt chó gì vậy, lão tử ghen chết mất. Nháy mắt toát ra ba vị nhân vật cấp đội trưởng, đường quốc cường phát một bao lì xì. Tiền lì xì nháy mắt cướp sạch, Lý Đông chạy theo bản năng đoạt tiền lì xì, phát hiện người khác đều là 100, mà hắn là một tệ. Đường Quốc Cường, Lý Thập Trưởng vận may không tệ, bên dưới một mảng biểu cảm cảm ơn ông chủ. Đường Quốc Cường cũng là một vị đội trưởng, nhưng đồng thời còn là lão tổng công ty đội kiến trúc, giàu có bạo dạn, bình thường không thích nói chuyện, một lời không hợp là phát lì xì. Ông chủ lớn này cũng sủi bọt bởi vì đề tài thần dạ du. Quyền vương, mấy người đây là trí nhớ gì vậy, đã quên hiệp nghị của ngũ hành minh cùng thái nhất môn sao thần dạ du mời chào được phải ưu tiên để thái nhất môn hấp thu bạch long quyền ca anh mới trí nhớ không tốt đấy anh quên phó bách phu trưởng của chúng ta lấy sâu xa của hắn cùng thái nhất môn giữ lại một vị thần dạ du không có vấn đề quyền vương không nói chuyện nữa mấy đội trưởng toát ra đỏ mắt một phen mặc kệ là tính khan hiếm hay là tiềm lực nghề nghiệp của thần dạ du đều mạnh hơn xa nghề nghiệp khác bồi dưỡng tốt tương lai chính là tài tướng đắc lực Thanh Đăng, đúng rồi, đội ngũ linh cảnh hành giả khu Khang Dương chúng ta, rất lâu chưa gặp mặt nhóm rồi, không bằng đặt cái thời gian, mọi người tụ tập chút. Bạch Long, ô ô, bọn lẳng lơ bách hoa hội lại chuẩn bị câu người. Nhưng ta không có ý kiến, Thủy Thượng Phiêu, gần đây vừa lúc không chạy thuyền, tụ tập chút cũng được. Lý Thập Trưởng, huynh đệ đã sớm muốn tìm anh uống rượu. Thuận tiện gọi vị thần giả du kia tới. Đường Quốc Cường, ý tưởng gặp mặt nhóm không tệ, mọi người tụ tập chút. Lý Đông Trạch đoạt tiền lì xì của tôi, coi như cậu đáp ứng rồi. Khóe miệng Lý Đông Trạch run rẩy một trận, tâm tình vốn là không tốt, phát tin tức giận mắng. Tôi từ giữa những hàng chữ của các người thấy được vô sỉ, thấy được tham lam, thấy được dụng tâm hiểm ác đào chân tường. Tôi gần đây nhất định là bị linh năng hội nguyền rủa, vận xấu quấn thân. Đại cơ bá, phép sai, thủy thượng phiêu, cái vận xấu này tôi cũng muốn. Lúc này, vị thần dạ du kia của Thái nhất môn ló mặt, viên đình vị thần giả du kia, thái nhất môn chúng ta không cần. Các người quên rồi sao, đoạn thời gian trước vừa qua thanh minh. Thanh đằng, có ý tứ gì? Viên đình, thần giả du lý đông trạch mời chào, nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh. Trong group nháy mắt an tĩnh lại, mươi 34, thăm dò Đông Việt một bọn họ tuy không phải thần giả du, nhưng làm linh cảnh hành giả chính phủ bản thổ thành phố Tùng Hải, đối với đường hầm xà linh đại danh đỉnh đỉnh vẫn là hiểu biết một chút. Bạch Long, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Viên Đình, vì cứu lại tên đáng thương kia, Phó Bách Phu trưởng hôm qua cố ý tìm tôn trưởng lão của chúng ta cầu một phần tư liệu chi tiết đường hầm xà linh. Đại cơ Bá ạc, à, còn cần thiết cứu lại sao? Từ thế kỷ trước bắt đầu, đã không có tân thủ nào có thể vượt qua đường hầm xà linh. Lý Đông Trạch tiểu tử anh thật đáng thương, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh sau khi nghe nói đối tượng mời chào linh cảnh thí luyện là đường hầm xà linh. Hỏa sư xưa nay có chuyện nói thẳng, cậu muốn đánh nhau? lý đông trạch trước bàn làm việc thiếu chút nữa cầm gậy trống lao ra khỏi văn phòng tìm gã này đơn đấu vội vàng hít sâu một hơi ở trong lòng không ngừng lặp lại tao nhã phải tao nhã thủy thượng phiêu đột nhiên nhận được đơn đặt hàng tháng này phải chạy thuyền chuyện gặp mặt nhóm vẫn là thôi đi đường quốc cường đáng tiếc thanh đằng hiểu rồi người mới đáng thương hỏa sư đại cơ bá nói không kiêng mồm a à còng lý đông trạch lần nữa anh làm hại phó bách phu trưởng lãng phí một cái nhân tình có bị mắng hay không lý đông trạch cầm miệng đi xong dài một câu nữa lão tử ngay bây giờ tới phòng tập thể thao đánh nổ đầu chó của ngươi không đề cập tới khuyết điểm của người khác thái nhất môn cùng ngũ hành minh dù sao cũng là hai tổ chức tình báo là không chia sẻ lẫn nhau phó bách phu trưởng chấp sự từ thái nhất môn lấy được tình báo tiêu hao một phần nhân tình đại cơ bá anh lại đánh không lại tôi đội trưởng khác chưa đáp lại tựa như không quan tâm việc này nữa lúc này phó thanh dương một trong ba đại chấp sự gửi tin tức mấy người rảnh lắm sao, có cần mang các người một lần nữa ném về huấn luyện doanh tập huấn hay không? Lý Đông Trạch cùng đại cơ bá lập tức im lặng, cách vài giây, Phó Thanh Dương lại gửi tin, đã nhận vào, vậy là lính dưới chúng tôi. Bạch hổ binh chúng sẽ không vứt bỏ bất cứ một vị đồng nghiệp nào, đây là tín niệm của chúng tôi, không liên quan tới giá trị. Lý Đông Trạch thở dài, chuyện này quả thật là hắn làm hỏng, Phó Bách Phu trưởng ngoài miệng không nói, nhưng ai biết trong lòng có trừ điểm hay không. Mới rưỡi sáng, Trương Nguyên Thanh khóa cửa phòng lại, sỏ dày, uống hai bát nước to. Sau đó, vặn mở bình thuốc, ngậm năm viên thuốc nhỏ màu lam ở trong miệng. Tiếp theo, dựa vào trên giường, yên lặng chờ đợi linh cảnh mở ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại khái 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong đầu truyền đến giọng nói lạnh như băng. Linh cảnh đang mở ra, keng, bản đồ linh cảnh mở ra xong, hoan nghênh tới thần giả du đường hầm xà linh, đánh số 0079. Cấp bậc độ khó S loại hình, một người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, độ thăm dò trước mặt 20%. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh không thể mang vào. Chúc ngài may mắn, nguyên thủy thiên tôn, trần nhà bắt đầu vặn vẹo, tựa như mặt nước bị gió thổi loạn, đợi hình ảnh hồi phục, trương nguyên thanh phát hiện mình đang ở trong ánh nến mở nhạt của chủ điện. Ngọn nến, bức tượng, thi hài, cùng với cửa ô vuông cổ hương cổ sắc ngoài cửa là đình viện cỏ hoang phập phồng lư hương đồng xanh đổ nghiêng còn có đường trải đá cùng ánh trăng sáng tỏ trong tĩnh mịch lộ ra hoang vắng cùng quỷ dị nơi này tựa như vĩnh viễn ở đêm tối trương nguyên thanh nâng lên bàn tay đưa đến bên miệng phun ra viên thuốc nhỏ màu lam ngậm ở trong miệng biện pháp thành công rồi ta thật con mẹ nó cơ chí hắn vui sướng đặt viên thuốc vào trong túi thoáng có chút tin tưởng đối với tiền đồ của mình có chúng nó ở lúc đối mặt dày nhảy màu đỏ, liền có hy vọng giữ mạng. Tiếp theo, hắn đi thẳng đến trước bàn cống phẩm, suy nghĩ một lát, đưa tay cầm nến. Đột nhiên, một dòng tin tức hiện lên trước mắt, tên, ngọn nến vĩnh viễn không tắt, loại hình, nhiên liệu, công năng, chấn tà, tịnh hóa, giới thiệu, đạo cụ tam đạo sơn nương nương lưu lại, nghe nói là mỡ trường minh thú tinh luyện thành, có công hiệu chấn tà, tịnh hóa. Ghi chú, có đôi khi, tịnh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác, nó không thể bị di chuyển quả nhiên đạo cụ chỉ có tự tay chạm đến mới có thể đạt được tin tức mà trước đó không dám động vào ngọn nến cho nên trước sau không biết đây là đạo cụ thẳng đến lúc xem tư liệu tịnh hóa sợ hãi chưa chắc là chuyện tốt dựa theo phân loại quan nhã nói ngọn nến là loại trả giá sử dụng nó trả giá là mất đi sợ hãi nhưng ta bây giờ rất sợ hãi hoàn toàn không có ý tưởng tìm đường chết trước ở tạm chủ điện đi hắn ngồi khoanh chân ở trước bàn cống phẩm suy nghĩ hành động kế tiếp chương 35, thăm dò Đông Việt 2. Mục tiêu hành động kế tiếp là thăm dò sân nhà phía đông, mò mẫm ra nguy hiểm cùng quy luật tiềm tàng nơi đó, lại tìm kiếm biện pháp khắc chế, vượt qua. Thời gian thăm dò không thể vượt qua 15 phút, nếu không oán linh bám lên vai, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Viên thuốc màu lam là con bài chưa lật ta đối phó dày nhảy màu đỏ, nhưng chưa chắc dùng tới, mà một khi trực diện dày nhảy màu đỏ, không phải sống chính là chết. Thăm dò đông viện trước đi, làm một cái hiểu biết bước đầu đối với hoàn cảnh bên đó lại suy nghĩ kế sách ứng đối chuyện tới trước mắt trong lòng hắn vẫn có vài phần sợ hãi lùi bước không muốn ra ngoài lần trước sống sót là may mắn một lần này có thể sống hay không vẫn là con số chưa biết tình huống đông viện bên kia không rõ không thể phán đoán trình độ hung hiểm rất dễ dàng thử chút là chết nhưng chuyện trên đời này chưa bao giờ là ngươi không muốn thì có thể không cần tuy nhiệm vụ thăm dò miếu cổ không có thời gian hạn chế trên lý luận hắn có thể giúp mãi ở chủ điện, nhưng không có thời hạn cũng liền ý nghĩa, không hoàn thành nhiệm vụ, hắn quá nửa vĩnh viễn cũng không ra được. Kéo dài lâu, thân thể sẽ bởi vì đói khát, buồn ngủ, khát nước các loại nguyên nhân, trạng thái trượt dốc. Đến lúc đó lại ra ngoài thăm dò, vậy chỉ còn đường chết. Vươn đầu rụt cổ đều là một đau, chỉ có thể liều mạng. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn môi, sải bước đi ra ngoài. Đợi một chút, ta nên cân nhắc một chút nữa, bên ngoài rất nguy hiểm một chân bước ra cửa, hắn đột nhiên đánh chống lui, nhịn không được quay đầu nhìn trong điện một cái, lưu luyến ánh sáng nơi đây. Ánh nền ấm áp, xua tan âm u, tịnh hóa dơ bẩn, mang cho trong lòng người ta dũng khí cùng tự tin không gì sánh kịp. Vấn đề không lớn, Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin ra ngoài. Ánh trăng sáng trong như xương, Trương Nguyên Thanh dọc theo bên trái chủ điện, bước trên đường mòn đá cội, một lần nữa tới tứ hợp viện hoang vắng đổ nát. Không có côn trùng kêu vang cùng chim kêu đêm, yên tĩnh làm người ta sợ hãi nhưng yên tĩnh cũng làm người ta yên lòng, hắn sợ nhất ra khỏi cửa nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp. 15 phút đồng hồ, ta chỉ có 15 phút đồng hồ thời gian, phải vượt ở trước khi oán linh quấn thân thăm dò xong đông viện. Hắn tiến vào phòng tận cùng phía đông tứ hợp viện, từ trên thân thi hài tựa vào dưới cửa sổ, một lần nữa móc ra gương đồng, giấu vào trong túi. Sau đó thật cẩn thận xuyên qua cửa hình vòm, tiến vào đông viện. Đông viện so với tứ hợp viện lớn hơn nhiều, chiếu vào trong mắt là một mảnh vườn hoang phế, có núi giả, đình nghỉ mát, ao nhỏ, còn có một cây đa to, thân cây tráng kiện, cảnh quấn quýt, lá cây xanh nhạt phản xạ ánh trăng sáng tỏ. Dưới tàng cây đa có một cái giếng cổ, ánh mắt lướt qua núi giả đình nghỉ mát, có thể thấy ở sâu trong vườn lộ ra nóc nhà hình chữ nhất. Trương Nguyên Thanh chưa đến thẳng kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn, mà là cẩn thận vòng quanh cây đa to đi một vòng. Trong tư liệu nói cái cây này rất nguy hiểm, nhưng hắn sau khi lượn một vòng, chưa xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Xem xét cây đa to, hẳn là cũng có thể đẩy mạnh độ thăm dò nhỉ. Trương Nguyên Thanh nghĩ, liếc giếng cổ đen xì một cái, do dự mãi, hắn vẫn chưa có dũng khí xông qua đi nhìn một lần. Hắn đối với loại giếng cổ trong câu chuyện khủng bố này, có bóng ma tâm lý rất mạnh. Trương Nguyên Thanh vòng qua giếng cổ, soạt soạt, đi ở giữa cỏ hoang, bước về ép phía kiến trúc ở chỗ sâu trong vườn. Giác, đột nhiên, dưới chân phát ra tiếng vang thanh thúy, dọa hắn nhảy bắn lên ở tại chỗ. Chăm chú nhìn lại, thì ra là một thi thể bị cỏ hoang vùi lấp, bọc quần áo bảo hộ lao động oxy hóa, Trương Nguyên Thanh cúi người kiểm tra, xương khớp của thi hài này bảo tồn hoàn hảo. Nó là nằm úp sấp ngã xuống đất, nhưng đầu lại là hướng về phía sau, cái này nói rõ trước khi chết bị cái gì mạnh mẽ bẻ đầu 180 độ. Cái gì làm vậy, Trương Nguyên Thanh bắt đầu lặng yên cảnh giác, đứng dậy, đang muốn tiếp tục thăm dò về phía trước. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, cỏ hoang trong vườn phập phồng bất định, động tĩnh sột soạt, cái cây đa to kia phía sau giống như sống lại, cành lá có chút vặn vẹo loạn choạng. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh, phía sau truyền đến một tiếng kêu chói tai, thanh âm này theo gió thổi đến, như là nói nhỏ ở bên tai, mang đến từng cơn lạnh nổi cả da gà. Trương Nguyên Thanh xuất phát từ bản năng, muốn xoay người cảnh giới, trong đầu đột nhiên hiện lên tin tức tư liệu. Đừng quay đầu, Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh, thấy hắn chưa có phản ứng, thanh âm đó tựa như có chút vội vàng, muốn khiến hắn nhanh chóng quay đầu chương 36, thăm dò Đông Việt 3, Trương Nguyên Thanh đương nhiên sẽ không xoay người, hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, lặng lẽ kéo ra khóa kéo túi rắc kít, lấy ra gương đồng thau, chậm rãi nâng lên, tới vị trí cao hơn bả vai. Gương đồng thau mang cảnh tượng phía sau, soi không quá rõ ràng ở trong gương. Trong giếng cổ chui ra một cô gái áo trắng tóc tai bù xù, trên mặt của cô không có ngũ quan, đang lấy khuôn mặt thịt trắng bệch kia nhìn chăm chú vào Trương Nguyên Thanh. Để cả nhà mày, Trương Nguyên Thanh sắc mặt trắng bệch, cắm đầu chạy về phía trước. Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh, thanh âm đó kêu gọi từng lần, vội vàng kêu gọi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn càng đi càng xa. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh vòng qua núi giả, tới chỗ sâu trong vườn, nơi này có một căn nhà lớn, nóc nhà hình chữ nhất, tảng đá đắp nền, đất vàng xây thành thân tường. Nhà bên này so với tứ hợp viện càng thêm cũ nát, mái ngói nóc nhà thưa thớt, rất nhiều lỗ thùng. Trong tư liệu vị thần dạ du kia cũng từng tới nơi này, hắn chỉ nói đừng quay đầu, nhưng chưa nói không thể trở về nữ quỷ trong giếng kêu gọi có lẽ chỉ nhầm vào người quay đầu nếu như vậy ta đợi lát nữa quay về hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm hắn hít sâu tại chỗ bình ổn lại sợ hãi cùng kinh sợ sô trào tập trung sức chú ý ở trước mặt thăm dò trước một phen căn nhà này căn nhà lớn này tổng cộng có ba cánh cửa đại biểu cho ba gian phòng hắn cẩn thận tới gần một gian ngoài cùng bên trái đưa tay dùng sức đẩy ra cửa gỗ sơ xác kẹt trong tiếng cửa gỗ mở ra Trương Nguyên Thanh vội vàng lui về phía sau, bày ra tư thái đề phòng. Sau một lúc lâu, không có việc gì xảy ra. Đánh bạo vào nhà, ánh trăng từ nóc nhà rách nát chiếu vào, hắn cố gắng mở to mắt, để con người tận khả năng thu nạp ánh sáng. Nơi này là nhà bếp kiêm phòng ăn, có hai cái bếp đất xây bằng gạch xanh, nồi niêu xong chảo lưu nước tủ bát các thứ đã sớm mục nát tích bụi. Không có nguy hiểm, rốt cuộc tìm được vật chứa rồi. Trương Nguyên Thanh bắt lấy một cái gáo hổ lô xám xịt, tư duy không khỏi phát tán nghe nói nước tiểu đồng tử có thể phá tà. Hắn cân nhắc nên hứng một gáo nước tiểu đồng tử hay không, sau khi cẩn thận tự hỏi, bất đắc dĩ bỏ qua ý tưởng này. Tuy chưa từng kết giao nữ hài tử, nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình hẳn không thể tính là đồng tử. Tao quá dung túng chúng màu rồi, cho chúng mày một lần rồi lại một lần cơ hội làm màu. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn hai tay, đau đớn vô cùng. Sau khi trải qua một phen thăm dò, xác nhận căn nhà lớn này là nhà bếp cùng phòng ăn kết hợp, không có bất cứ đặc thù nào, cũng không có nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh cầm một cây dao làm bếp loang lổ vết xỉ, một cây gậy gỗ, đi ra khỏi phòng, ánh mắt ném về phía căn nhà lớn hình chữ nhật cuối cùng. Khác với nhà bếp kiêm làm phòng ăn, căn nhà này có bốn cánh cửa, ngăn thành bốn phòng. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nắm chặt gậy gỗ cùng dao làm bếp trong tay, chúng nó chưa chắc hữu dụng, nhưng có thể mang đến an ủi trong lòng cho người ta. Hắn thật cẩn thận kiểm tra gian phòng thứ nhất cùng thứ hai, chúng nó thuộc về gian tạp vật, trồng chất nông cụ, đồ gia dụng hình thức cổ xưa, cùng với hòm quyên tiền các thứ. Không có gì giá trị, Trương Nguyên Thanh quay sang đến gian phòng thứ ba. Đây là một nhà kho vũ khí, trên tường treo đao kiếm cung dao găm đoạn đao các loại binh khí, không ít vũ khí bởi vì thường treo mục nát, đã rơi xuống đất. Bên cửa sổ là hai hàng giá binh khí, một cái trong đó đã đổ, côn bổng trường thương phân tán đầy đất. Cạnh giá vũ khí bị đổ, có hai thi thể nằm. Nhìn thấy những binh khí này, Trương Nguyên Thanh cũng không kinh ngạc, các đệ tử trong miếu sư thừa tam đạo sơn nương nương, có thể chế tạo ra chấn thi phù, hiển nhiên có bản lãnh trên người. Biết múa đao múa gậy cũng không kỳ quái, hắn theo thường lệ đi kiểm tra một lần thi thể, từ trên người các tiền bối tìm kiếm tin tức. Mới vừa tới gần thi thể, hắn liền nhịn không được ồ một tiếng, hai thi thể nằm ở trên mặt đất kia, không phải là xương khô, mà là hai bộ thây khô. Làn da u ám, nhăn nhúm, dán sát bộ xương, bụng trúng thấp. Sao có thể có thây khô? Trương Nguyên Thanh nhíu mày một phen, thân là sinh viên Đại học Tùng Hải, hắn có tri thức dự trữ đủ phong phú. Nguyên nhân hình thành thây khô có hai loại, một loại là nhân tạo chống phân hủy, một loại khác là tự nhiên hình thành. Loại thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ, loại thứ hai mà nói, phần lớn là ở các vùng đất khô giáo như sa mạc mới có thể hình thành. Điều kiện trong miếu hiển nhiên không hợp, hắn cẩn thận kiểm tra hai bộ thây khô, trên người không có vết thương chí mạng, xương cốt cũng chưa bị dày nhảy màu đỏ đạp gãy, nhưng da thịt chỗ cổ có hai lỗ thủng rõ ràng. Như là răng nanh bén nhọn của mãnh thú cắn ra. Chương 37, giày khiêu vũ màu đỏ một. Bọn họ là bị cái gì hút thành xác khô? A, à, Trương Nguyên thanh hít một ngụm khí lạnh, toàn thân bắt đầu căng thẳng. Lúc này, hắn nghe thấy phòng cách phách truyền đến một tiếng thùng, như là tiếng gõ cửa gỗ. Nháy mắt ra đầu tê dại, Trương Nguyên thanh giống như hươu rừng nhạy bén, duỗi thẳng cổ lắng nghe. Thùng, lại một tiếng gõ cửa tương tự vang lên, cách vách có cái gì vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng đổi dao làm bếp loang lổ vết dỉ thành đoàn đao loang lổ vết dỉ, đổi gậy gỗ thành trường thương. Cầm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng, ánh trăng như xương, xung quanh yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh khom lưng cúi người, vụng trộm tới gần cửa sổ. Giấy dán cửa sổ đã sớm rách nát, hắn ngồi xổm dưới cửa sổ, thật cẩn thận ngẩng đầu lên, từ lỗ thủng nào đó của cửa sổ ô vuông nhìn vào. Ánh trăng mát lạnh như xương, bị lỗ thủng trên nóc nhà nén thành từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng cho gian phòng hẹp này nhìn thấy cảnh tượng trong phòng trong lòng trương nguyên thanh lộp bộp một cái trong phòng tối tăm yên tĩnh Bày ba cái quan tài cũ kỹ sơn đen loang lổ nắp quan tài dính đầy cho bụi bên quan tài đặt hai cái thây khô mặc quần áo bảo hộ lao động trong tay một cái trong đó đánh rơi một cái chảy bằng đồng xanh cái chảy này đã hấp dẫn trương nguyên thanh chú ý thứ này dài bằng nửa cánh tay đúc bằng đồng thau cán chảy có khắc chú văn cùng khắc hoa chế tác tinh tế. mấu chốt là toàn bộ vũ khí đều dì sắt, chỉ có nó vàng óng, không thấy đồng gì. Trong đầu hắn không biết sao hiện lên một hình ảnh, một tay tam đạo sơn nương nương, năm ngón tay khép lại làm dạng cầm nắm. Nhưng lòng bàn tay rỗng tuếch, thùng, tiếng vang trầm một lần nữa truyền đến, làm Trương Nguyên Thanh không thể không di động ánh mắt, nhìn về phía cái quan tài kia ở giữa. Một tràng tiếng kéo kẹt làm người ta ghê răng vang lên, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Một cái bàn tay màu xanh đen thò ra, bắt lấy mép quan tài. Sau đó, một bóng dáng đáng sợ từ trong quan tài ngồi dậy. Mượn ánh trăng sáng tỏ nóc nhà chiếu xuống, Trương Nguyên Thanh thấy rõ bộ dáng vật kia, mặc quần áo lam lũ, mặt sưng phù, hư thối cao độ, trong mắt tĩnh mịch lồi ra ngoài. Tóc giống như cỏ khô, rối bời ở trên đầu. Ôi ôi, nó ngẩng đầu lên, hướng tới ánh trăng trên đỉnh đầu, thở ra một ngụm thi khí đục ngầu, hai cái răng nanh nhìn ghê người. Cương thi, cương thi, Trương Nguyên Thanh cảm thấy bệnh ám ảnh cưỡng chế chú anh sao của mình phát tác. Lâm Tránh Anh, một diễn viên chuyên đóng phim cương thi. Thì ra là cương thi, đúng, nên là cương thi, bằng không ý nghĩa của trấn thi phù vật phẩm tiêu hao này ở đâu? Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ý lui, thăm dò đến một bước này, tin tức thu hoạch đã đủ, nên trở về chủ điện rồi, nhưng đúng lúc này, bả vai đột nhiên trầm xuống, cảm giác âm trầm lạnh lẽo quen thuộc buông xuống, ăn mòn thân thể, mang đến cảm giác mát lạnh da gà nổi lên. Ở thời khắc mấu chốt này, quỷ bám vai đến rồi. 15 phút đồng hồ đến rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ở trong miếu cổ tràn ngập nguy cơ này, tinh thần căng thẳng cao độ, rất khó phân ra tâm lực đi đếm thời gian, chỉ có thể dựa vào cảm giác phỏng đoán, cái này sẽ tồn tại lệch lạc. Oán linh bám vai xuất hiện có thể nói họa vô đơn trí, mà một màn kế tiếp là lửa cháy đổ thêm dầu. Như người được khí tức người sống, Cương Thi ngồi ở trong quan tài thu hồi động tác ngẩng đầu, trong mắt lồi ra hạ xuống, nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía đôi mắt ngoài cửa sổ nhìn trộm mình. Trương Nguyên Thanh ở trong kinh sợ nổi da gà, nhảy bật dậy, quay đầu bỏ chạy. Hắn vừa mới xoay người, liền nghe thấy được tiếng vang lớn nắp quan tài rơi xuống đất rầm. Không dám quay đầu, có oán linh trên vai, bước chân nặng nề bỏ chạy. Lại là một tiếng vang lớn rầm, cửa bị đánh bay. Trương Nguyên Thanh vừa chạy như điên, vừa quay đầu, thấy bóng người bọc quần áo rách nát, dư tận đáng sợ lao ra khỏi phòng, nhảy mạnh, như hổ đói vổ dê truy kích. Đây là cương thi, cương ở nơi nào, sắc mặt hắn biến đổi hẳn lòng bàn chân xoay tròn mượn dùng quán tính hoàn thành xoay người đâm cây thương về phía ngực cương thi đuôi thương trống xuống mặt đất hình thành một cái cọc trống ngựa giản dị đồng thời hắn thấy ngực cương thi có một lỗ thủng dữ tợn trái tim tựa như bị móc đi rồi đại sư huynh cương thi là đại sư huynh trong sổ tay ngay sau đó cương thi đội trường thương lao tới thân thương thô to căng lên như vầng trăng tròn tiếp đó rắc một tiếng bẻ gãy không kịp nghĩ nhiều Trương Nguyên Thanh bắt lấy cơ hội trường thương sáng tạo, từ bên chân cương thi lăn qua, trong mùi đầy mùi sắc thối, phía sau vang lên tiếng đại đao chém xuống đất. Hắn lăn mãi đến phía sau cương thi, hai đầu gối bật lên, nhảy dựng dậy, chém ra đoạn đao trong tay. Chương 38, giày khiêu vũ màu đỏ 2. Keng, đoạn đao chém vào ót cương thi, như chém trúng sắt thép, trừ chặt đứt mấy sợi tóc như cỏ khô, chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là Trương Nguyên Thanh bị lực đạo chui đao truyền về chấn động hổ khẩu, phần giữa ngón cái và ngón trỏ đau đớn, binh khí thiếu chút nữa rời tay. Mình đồng ra sát, trong lòng Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, chợt thấy cương thi nhanh chóng xoay người, nâng lên đôi tay móng tay đen xì sắc bén, chế trụ bả vai mình. Cảm giác đau đớn lập tức ập tới, móng tay đen xì sắc bén đâm rách ra hắn, máu tươi đỏ sẫm nhuộm đỏ bên ngoài. Mùi máu tươi kích thích đến nó, ở sâu trong tròng mắt lồi ra trào lên hào quang màu đỏ tươi, cương thi nhe răng nanh, phun ra khí thể tanh tưởi cất chứa, hung hăng cắn về phía Trương Nguyên Thanh. Hiệu quả tính hóa của ánh nến còn tại, hắn chưa bởi vì sợ hãi đánh mất lý trí, ý niệm khẽ động, ô vật phẩm màu lam hiện lên, trong tay hắn có thêm một lá bùa. Bịch bịch bịch, một khắc trước cương thi còn hung tàn bạo ngược, thấy lá bùa này, thế mà liên tục lui về phía sau, như tránh rắn rết. Có hiệu quả, nó sợ ta, nó có trí tuệ nhất định. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn ở miệng vết thương hai cánh tay, cơ bắp căng lên, nhìn chằm chằm cương thi, vai vác oán linh, từng bước một thong thả lui về phía sau. Hắn vừa lui, vừa cầu nguyện nữ quỷ trong giếng đừng thò đầu thêm phiền. Trong quá trình này, trong cổ họng thối giữa của cương thi phát ra tiếng gầm nhẹ dọa người, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chầm chầm Trương Nguyên Thanh. Rất may mắn, không biết là bởi cương thi hay là Trương Nguyên Thanh đi ngược, nữ quỷ trong giếng chưa xuất hiện, Trương Nguyên Thanh rời khỏi Đông Việt, trở về tứ hợp viện một bước cũng không dám dừng lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía chủ điện, ở lúc tới gần mái hiên cong của chủ điện, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết hư ảo thê lương. Bà vai chợt nhẹ, toàn bộ hiệu quả xấu tiêu tán. Hồng hộc, trong chủ điện, Trương Nguyên Thanh dựa vào cửa ô vuông thở dốc không dừng, đi đứng không khống chế được vấp pháp. Một nửa cái này là xuất phát từ sợ hãi, một nửa là phản ứng sinh lý sau khi adrenaline rút đi. Hắn sau khi nghỉ ngơi vài phút, adrenaline rút lui, vết thương ở cánh tay bắt đầu đau, nhe răng trợn mắt cởi áo khoác cùng áo thun, chỉ thấy hai cánh tay bị cào be bét máu thịt, máu tươi chảy ra trong màu đỏ có màu đen. Rõ ràng dễ thấy, trong móng tay cương thi ẩn chứa kịch độc. Tình huống lập tức trở nên không ổn, nơi này không có nước khử trùng, không có tiêm uốn ván, tốc độ thi độc phát tác nhanh hay không. Ta sẽ không trúng độc bỏ mình chứ. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi suy nghĩ, kinh ngạc phát hiện mình thế mà không sợ hãi gì, sau đó lại phát hiện cái đó không quan hệ với hắn, là ngọn nến cho dũng khí. Hắn đắm chìm trong ánh nến, cảm xúc dần dần được an ủi ta bây giờ đã trúng thi độc, càng thêm không thể kéo dài nữa, trực tiếp áp dụng phương án thứ hai đi. Trước khi tiến vào linh cảnh, Trương Nguyên Thành chế định cho mình hai phương án, phương án thứ nhất là cẩn thận thăm dò miếu sơn thần, nắm giữ tin tức, sau đó tìm kiếm phương pháp phá giải. Thuộc loại đóng vững đánh chắc, sau đó, được lợi từ cùng gì trẻ chơi game dẫn dắt, tìm quy luật, tìm phương pháp, hắn chế định phương án thứ hai tương đối mạo hiểm. Thử thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, đã đều là đạo cụ, lá bùa giấy vàng có thể bị hắn sử dụng, ai nói giày khiêu vũ màu đỏ lại không thể. Quan Nhã từng nói, quy tắc phá giải đạo cụ loại quy tắc, có xác suất nhất định thu phục nó. Lấy năng lực của ta, không có khả năng lắm dựa vào bản thân, dán lá bùa giấy vàng trên đầu cương thi. Muốn dán lá bùa lên chán một âm vật hung tàn đáng sợ hơn nữa có được trí tuệ, giống như trẻ con cầm đao đơn đấu với người trưởng thành, tuy người trưởng thành kiêng kỵ lưỡi đao, nhưng không ý nghĩa đứa bé thật sự có thể thương tổn đến người trưởng thành trương nguyên thanh không chỉ hoãn nữa vịn cửa ô vuông đứng dậy bước qua bậc cửa đi tới đỉnh viện trước chủ điện nơi này là chỗ hắn lúc ban đầu gặp được giày khiêu vũ màu đỏ trăng tròn như mâm nhà cổ cỏ hoang bóng cây lắc lư hắn chờ rồi chờ chờ rồi chờ đứng lặng giữa cỏ hoang hồi lâu cảnh giác biến hóa xung quanh nhưng vẫn chưa thể chờ được giày khiêu vũ màu đỏ xuất hiện đôi giày này tựa như không có địa bàn cố định từ đầu là lúc vào miếu đi theo phía sau hắn sau đó là xuất hiện ở trong tứ hợp viện, lúc này không biết đã đi đâu. Kéo dài càng lâu tình huống thân thể càng không ổn, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ xoay người, quay về chủ điện. Hắn vừa hoàn thành xoay người, thân thể đột nhiên cứng đờ. Cốp cốp, ở giữa hắn cùng chủ điện, một đôi giày nhảy màu đỏ phát ra ánh sáng đỏ sập, đang cùng nhau hạ xuống, giống như có người vô hình, đang sỏ nó dẫm chân tại chỗ. chương 39, giày khiêu vũ màu đỏ 3 tiếng bước chân ở ban đêm trống trải yên tĩnh lành lạnh vang vọng. Có thể đổi cái phương thức xuất hiện không, mỗi lần đều ghê rợn như vậy. Hồn phách trương nguyên thanh thiếu chút nữa bị dọa toát ra chậm rãi trở về, lặng yên nuốt ngụm nước bọt. Tuy chờ đợi nó xuất hiện, nhưng khi trực diện dày nhảy quỷ dị này, trương nguyên thanh vẫn cảm thấy giá trị san của mình đang không chịu khống chế hạ xuống. Giày khiêu vũ màu đỏ tiếp tục giẫm chân tại chỗ, gót giày gõ mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, tiếng vọng cốp cốp trầm chất, càng tỏ ra cô tịch, càng tỏ ra khủng bố trong tầm nhìn của trương nguyên thanh đột nhiên bắn ra một dòng tin tức màu lam người đồng ý nhảy với ta một điêu không nếu đồng ý mời dẫm chân tại chỗ tin tức này xuất hiện ở bên cạnh giày khiêu vũ màu đỏ như là nó đang đối thoại với mình quả nhiên là yêu cầu khiêu vũ không khiêu vũ với nó liền giết người đôi giày ác liệt trương nguyên thanh chỉ có được ăn cả ngã về không bởi vì hắn phát hiện một sự kiện giày khiêu vũ màu đỏ đã chặt đứt đường lui của hắn vị trí nó xuất hiện là giữa trương nguyên thanh cùng chủ điện. Một khi khiêu vũ thất bại, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Là trùng hợp, hay là cái giày này cố ý, nó cũng có trí tuệ sao? Trương Nguyên Thanh kiềm chế ý nghĩ, lắng động lại cảm xúc, ở trong đầu nhớ lại dung mạo phụ thân. Đồng thời, nhấc chân làm ra dẫm chân tại chỗ, cốp cốp, như là mở ra chốt của đạo cụ này, theo hắn dẫm chân tại chỗ, giày khiêu vũ màu đỏ biến đổi tiết tấu lên xuống cao thấp, đến một đoạn clack tốc độ cực nhanh. Nó nhảy là điệu nhảy clackit, có cảm giác tiết tấu, tốc độ cực nhanh, tiếng tap tap vang dội quanh quẩn ở bầu trời đêm yên tĩnh, quanh quẩn ở miếu cổ hoang phế. Dưới đêm trăng, giữa cỏ hoang, trên đường mòn trải đá cuội, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ cô độc nhảy lên, có loại vẻ đẹp yêu dã nói không nên lời. Trương Nguyên Thanh mở to mắt, để con người thu nạp ánh trăng, nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ, hắn không cần cố ý đi nhớ, chỉ cần soi bước chân của đối phương vào trong mắt. Đồng thời, trái tim hắn tựa như động cơ quá tải, nhanh chóng nhảy lên, bên tai tràn đầy tạp âm ồn ào, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh vỡ nát. Đầu óc bắt đầu tự động tiếp thu tin tức bên ngoài, tiếng gió thổi qua, cỏ hoang tư thái hơi gấp khúc, tần suất lá cây hòe to nơi xa lay động, tư thái, tần suất giày khiêu vũ màu đỏ dẫm gót. Đầu óc tiếp thu được tin tức nhanh chóng phân tích, ghi nhớ. Vài phút sau, giày khiêu vũ màu đỏ hài lòng ngừng lại, chân trái vắt ra sau, kiễng mũi chân. Tư thế này nhìn qua rất quái lạ, nhưng nếu có người sỏ nó, chính là lễ tiết gấp khúc đầu gối tiêu chuẩn. Còn rất có lễ phép, Trương Nguyên Thanh trong xoang mũi chảy ra máu tươi nói thầm một tiếng, sau đó thấy phía trên giày khiêu vũ màu đỏ hiện lên một câu. Tới ngươi rồi, trong vài phút, nó nhảy mấy trăm tiết tấu, hơn nữa bộ pháp đều không giống nhau, cái này đã vượt qua năng lực ghi nhớ nhanh của người thường. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, từ trong túi lấy ra viên thuốc nhỏ, ngậm ở trong miệng. Tiếp theo, đầu óc hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, hình ảnh trong vài phút qua phát lại từng cảnh. Cốp 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 cốp, hắn lấy tốc độ thông thả, tư thái sứt sẹo, nhảy vài cái tiết tấu, sau đó cẩn thận đánh giá giày khiêu vũ màu đỏ. Nếu tiêu chuẩn của đối phương là giống như đúc, vậy cho dù hắn có thể ghi nhớ toàn bộ tiết tấu cùng động tác, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thấy nó chưa có gì khác thường, Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, hết sức chăm chú bắt đầu nhảy. Dậm gót, xoay người, bật lên biên độ nhỏ, hai chân giao nhau. Hắn nhảy rất chậm, tư thế sứt sẹo khó coi, so sánh với động tác nước chảy mây trôi của giày khiêu vũ màu đỏ, quả thực không nỡ nhìn. Nhưng nhảy tiết tấu chậm có thể cam đoan không xảy ra sai lầm. 78 phút sau, Trương Nguyên thanh phục nguyên lại toàn bộ bước của giày khiêu vũ màu đỏ, thở hổn hển dừng lại. Trong xoang mũi của hắn tràn đầy chất lỏng ấm áp, theo môi, cằm chảy xuống, nhưng không để ý đi lau, nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ. Có thể còn sống đi ra khỏi linh cảnh hay không, có thể thuận lợi hoàn thành thí luyện hay không chỉ xem bây giờ kỹ năng nhảy của ngài tệ trước sau như một dài khiêu vũ màu đỏ bắn ra một tin tức như vậy sau đó nó hóa thành ánh sáng đỏ sậm tiêu tán ở trong bóng đêm ngay sau đó trương nguyên thanh nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói lạnh như băng tinh ngươi làm bạn dài khiêu vũ màu đỏ hoàn thành một điệu nhảy chúc mừng ngài được dài khiêu vũ màu đỏ thưởng thức nhưng bởi vì bản lĩnh nhảy của ngươi quá mức kém cỏi dài khiêu vũ màu đỏ chỉ thưởng thức ngươi nửa giờ chúc ngài may mắn chương 40, nơi chưa từng thăm dò một trương nguyên thanh như hư thoát gục dưới đất sắc mặt trắng bệch đầu óc có rút đau đớn từng trận nửa phút sau bệnh trạng giảm bớt hắn sắc mặt trắng bệch ngồi dậy sốt ruột không chờ nổi mở ra ô vật phẩm trong ô vuông thứ hai có một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh nằm đó chăm chú nhìn giày khiêu vũ vài giây tin tức vật phẩm tự động hiện lên tên giày khiêu vũ màu đỏ loại hình loại giày công năng truy tung đuổi giết giới thiệu chủ nhân trước đây của nó là công chúa vương quốc nào đó phương tây công chúa thiên sinh lệ chất giỏi vũ đạo đàn ông của vương quốc ngả nghiêng vì nàng nhưng mẹ kế ác độc ghen tị tài hoa và vẻ đẹp của nàng nhốt nàng trên tháp cao công chúa cô độc ở trong ánh trăng thê lương lạnh lẽo nhảy một mình cuối cùng chết đi đôi giày khiêu vũ màu đỏ này kế thừa trí nguyện của nàng bắt đầu lưu lạc cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhảy một mình ghi chú 1, hình thái sử dụng một hướng mục tiêu chỉ định ném ra giày khiêu vũ màu đỏ cũng có thể thông qua máu tươi, ra tóc các tế bào của mục tiêu làm môi giới để tập trung mục tiêu, nó sẽ tiến hành đuổi giết không ngừng nghỉ đối với mục tiêu. Trong quá trình đuổi giết, bỏ qua mọi trở ngại phương diện vật lý, không thể chạy thoát, không thể phá hư, thẳng đến khi mục tiêu chết, hoặc cùng nó nhảy xong một điệu nhảy, chủng loại nhảy không giới hạn. Hình thái sử dụng 2, đi giày khiêu vũ màu đỏ, có thể gia tăng độ nhanh nhẹn, để cao năng lực né tránh chạy bất chấp địa hình, không cần chi trả thể lực. Người duy nhất cần phải chú ý là, mỗi lần chỉ có thể đi 5 phút đồng hồ, vượt qua thời gian, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ vĩnh viễn không thể cởi, người sẽ cùng nó chạy mãi, thẳng đến sinh mệnh kết thúc, hoặc là chặt hai chân đi. Ghi chú hai, không khiêu vũ với ta, giết hết, là món thần khí, Trương Nguyên Thanh xem xong giới thiệu thuộc tính đạo cụ, hưng phấn không thôi. Đây là đạo cụ loại quy tắc, quả thực cường đại đến thái quá, trước đó lá bùa giấy vàng cùng ngọn nến, giới thiệu vật phẩm tương đối đơn giản ngắn ngủn vài câu mà tin tức vật phẩm của đôi giày khiêu vũ màu đỏ này cả một đoạn dài chỉ từ một điểm này có thể nhìn ra giày khiêu vũ màu đỏ độc đáo đáng tiếc chỉ thưởng thức ta một giờ trương nguyên thanh chú ý tới đếm ngược bên cạnh ô vật phẩm trong lòng tiếc hận một phen thần khí như vậy nếu có thể thuộc về hắn mặc kệ là trong hiện thực hay là tương lai tiến vào linh cảnh khác đều có thể tạo được tác dụng thật lớn trương nguyên thanh một lần nữa quay về chủ điện đắm chìm trong ánh nến, bình ổn cơn đau đớn bệnh cũ tái phát, thuận tiện cho mình một lần tịnh hóa. Dựa theo thời gian suy tính, oán linh sẽ ở trong một hai phút cuốn lấy hắn, lúc này khẳng định không thích hợp tiến vào đông viện, trực diện cương thi. Nghỉ ngơi 4-5 phút đồng hồ, trạng thái thân thể lại càng lúc càng không ổn, trong đau đầu kèm theo một chút mê muội hắn biết là thi độc dần dần ăn mòn thân thể, bước đầu hiện ra bệnh trạng. Ánh nến của chủ điện tựa như không thể tịnh hóa độc tố trong thân thể. Không thể kéo dài nữa, hắn cần thừa dịp thời hạn nửa giờ sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ tốc chiến tốc thắng một hơi vượt qua phó bản trương nguyên thanh rời khỏi chủ điện dọc theo đường mòn đá cuội xuyên qua cỏ hoang đến tứ hợp viện đứng lặng ở trong sân cỏ hoang phập phồng mở ra ô vật phẩm triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ hai luồng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sậm linh động chạy ở trong bóng đêm hóa thành một đôi giày khiêu vũ mới tinh lựa chọn hình thái thứ hai trương nguyên thanh đọc thầm không tiếng động giày khiêu vũ màu đỏ một lần nữa tán loạn thành ánh sáng yếu ớt đỏ sậm lướt ra hai đường cong bao lấy hai chân hắn trong khoảnh khắc giày chạy dưới chân biến thành một đôi giày nhảy màu đỏ cỡ lớn đây đây không phải là nữ trang biến tướng sao may mắn là giày nhảy màu đỏ không phải giày cao gót trương nguyên thanh không quá thích ứng nhìn đôi chân cảm giác là lạ hắn ép bản thân không đi để ý chi tiết nhỏ này lấy ra chấn thi phù nắm trong tay ở trong tiếng vang khẽ xào xạc của cây đa to xuyên qua cửa hình vòm một lần nữa tới đông viện. Trong đông viện, cỏ hoang phập phồng, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, hai căn nhà lớn lẳng lặng đứng, tất cả đều là yên tĩnh như vậy. Hắn cẩn thận nhìn quanh một vòng, chưa nhìn thấy tung tích của cương thi, lập tức cẩn thận xuyên qua đình viện, tới gần căn nhà lớn bị phân cách thành bốn phòng. Gian phòng trưng bày quan tài kia, cửa gỗ đã bị đánh bay, hắn không cần vào nhà, xa xa cách cửa nhìn quét bên trong căn phòng. Ánh trăng từ lỗ thủng mái ngói chiếu vào, thi thể, quan tài, nắp quan tài hất bay, cùng với cái chảy đồng thao kia, chúng nó lẳng lặng ở chỗ cũ, chưa bị di động chút nào. Trong phòng không có bóng dáng cương thi, chương 41, nơi chưa từng thăm dò, hai Nó có thể nằm về trong quan tài rồi hay không? Góc độ này của hắn không nhìn thấy tình huống bên trong quan tài. Đang lúc do dự, hắn đột nhiên phát hiện ánh trăng tựa như ảm đạm bóng đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn. Ngay sau đó, gió đêm đưa tới mùi xác thối nồng đậm cùng với tiếng gầm nhẹ ôi ôi. Nó, nó nấp ở trên cây, Trương Nguyên Thanh hoảng hốt, trái tim chợt co thắt lại, theo bản năng làm ra ý nghĩ né tránh. Ngay sau đó, giày khiêu vũ màu đỏ trên chân sáng lên ánh sáng yếu ớt đỏ sậm, Trương Nguyên Thanh đột nhiên lòng bàn chân bị trượt, ở lúc hắn còn chưa phản ứng lại, một cú vổ đã lao ra ngoài, ở giữa cỏ hoang cày ra một vệt. Ầm, um, cương thi quấn quần áo lam lũ vổ hụt, tránh, tránh được rồi. Trương Nguyên Thanh luống cuống tay chân bò dậy, bất ngờ không thôi, trái tim thả lại trong bụng. Dài khiêu vũ màu đỏ quả nhiên là thần kỳ, năng lực né tránh so với hắn đoán trước còn mạnh hơn, lấy sức phản ứng của bản thân hắn, vừa rồi không có khả năng né tránh cương thi tấn công. Lòng tin của Trương Nguyên Thanh tăng vọt, gừ gừ, cương thi tóc như cỏ khô phát ra tiếng rít gào chấn động màng tai, trong mắt lồi ra càng thêm hung tàn, nó bật đầu gối, một lần nữa vổ về phía con mồi. Tốc độ nhanh tựa như xe hơi lao trên cao tốc, khi gió tanh sộc vào mũi, âm vật đáng sợ đã gần ngay trước mắt, Trương Nguyên Thanh không chịu khống chế xoay hai chân, tựa như múa bêu xoay tròn, trượt xuôi tạo ra một nửa vòng tròn, cùng lúc tránh đi móng tay sắc bén, cắt đến phía sau cương thi. Ngay sau đó, hắn tự nhiên mà vậy làm ra động tác xoạc chân, thân thể bỗng sụp xuống, đỉnh đầu có gió mạnh gào thét, hai cánh tay quét ngang qua. Xoạc, xoạc chạm háng rồi, Trương Nguyên Thanh sắc mặt nhăn nhó, rất muốn ôm đúng kêu thảm, nhưng giày khiêu vũ màu đỏ đã thao túng hai chân hắn bật, tung người đứng lên. Hắn nhảy lên cao cao, hai chân hung hăng đá vào ngực cương thi ầm um, trong tiếng vang trầm quần áo làm lũ rách nát của cương thi bắn ra làn cho bụi nó phát ra tiếng rít gào phẫn nộ không cam lòng bị lực lượng thật lớn này đạp ngã ngửa ra cơ hội nhìn thấy một màn này trương nguyên thành bất chấp đau đớn như xé rách háng xài bước chạy nhanh hung hăng vỗ chấn thì phủ nắm ở trong tay về phía khuôn mặt hư thối cao độ bốc ra mùi tanh tưởi kia trước mắt bổ về phía chán nó bốp cương thi cuồng bạo khát máu tựa như chúng định thân chú đột nhiên cứng đờ. Tất cả động tĩnh theo đó biến mất, trở về yên tĩnh. Cương Thi nằm thẳng tắp ở giữa bụi cỏ hoang, trong tròng mắt dữ tợn, màu đỏ tươi chậm rãi ảm đạm. Nó đã mất đi sinh cơ, nhìn Cương Thi hóa thân bức tượng, không thể sinh uy, Trương Nguyên Thanh kịch liệt thở dốc, mỏi mệt và vui sướng cùng nhau trào lên trong lòng. Hắn sống sót rồi, không có giày khiêu vũ màu đỏ trợ giúp, một mình một ngựa muốn giải quyết Cương Thi rất khó, mà Cương Thi chỉ là một trong những quỷ dị, không hổ là linh cảnh cấp S, quá khó rồi. Nhưng đội thi công nhiều người, theo lý thuyết giải quyết cương thi không có vấn đề, một đám đại lão ra, sao có thể không chịu được như thế. Trương Nguyên Thanh bỗng thở dài một tiếng, hắn đã biết nguyên nhân. Trấn thi phù là ở tìm được trong túi thi hài dưới cửa sổ, vị tiền bối đó đạt được đạo cụ này, nhưng hắn cũng chưa nói cho đồng bạn, mà là giấu riêng đi. Lòng người so với quỷ quái càng thêm phức tạp, cũng càng thêm đáng sợ. Giải quyết cương thi, kế tiếp nên tới trong giếng tìm nữ quỷ không biết xấu hổ kia. Nhưng trước đó, còn có món đồ khiến Trương Nguyên Thanh cực kỳ để ý. Hắn bỏ lại cương thi, đi về phía phòng đặt quan tài, vịn khung cửa vượt qua cửa, trong phòng âm u, ánh trăng thành trùm. Hắn dừng bước trước thây khô, cúi người nhặt lên chài đồng. Rõ ràng là vật bằng đồng, nắm ở trong tay cũng không thấy lạnh lẽo, ngược lại ấm mềm như ngọc. Sau đó, trong tầm nhìn hiện lên một dòng tin tức. Tên, chày phục ma, loại hình, vũ khí, công năng, tịnh hóa, chấn linh, phá ma, giới thiệu vũ khí ẩn chứa thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả âm vật. Lấy tinh huyết hiến tế trẻ này, sẽ đạt được lực lượng thần mặt trời. Ghi chú cường đại sao, dùng mạng đổi, quả nhiên là một đạo cụ, xem công năng giới thiệu, tựa như so với ngọn nến chủ điện càng mạnh hơn, tiền bối đội thi công hẳn là muốn dùng nó giết chết cương thi, nhưng chưa thể thành công, ai, bọn họ ở trước khi đối phó cương thi, đã tổn thất quá nhiều nhân thủ. Trương Nguyên Thanh may mắn mình đã làm ra phán đoán chính xác khéo léo lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ phá giải cửa ải khó khăn. Đương nhiên, các tiền bối đội thi công không có lựa chọn, bọn họ không có khả năng thu phục đạo cụ loại quy tắc này, hơn nữa tuyệt đại bộ phận người trong bọn họ chính là chết bởi giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp. Chương 42, nguồn gốc quỷ dị 1, có đạo cụ chuyên khắc âm vật này, lại phối hợp giày khiêu vũ màu đỏ, xác suất ta vượt qua nhiệm vụ thí luyện tăng lên rất nhiều. Tay cầm chày phục ma, trong lòng hắn dâng lên tự tin cường đại, thừa dịp 5 phút đồng hồ còn chưa tới, rời khỏi phòng quay về sân một lần này hắn đến thẳng cái giếng cổ kia điều tra cuối cùng miệng giếng sâu thẳm tối tăm một mùi ẩm ướt cỏ cây hư thối cuồn cuộn bốc lên xuống dưới xem chút trương nguyên thanh nắm chặt chảy phục ma bày ra tư thái phòng ngự nâng lên một chân dẫm lên mép giếng sau đó hắn cứ như vậy đi xuống ở thành giếng như dẫm trên đất bằng đổi làm trước đó hắn khẳng định không dám đi xuống thăm dò không nói đến đáy giếng có nguy hiểm hay không ở dưới tình huống không có dây thừng không có giúp đỡ, nhảy đến đáy giếng liền ý nghĩa tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn thuận lợi đến đáy giếng không sâu, nơi này ánh trăng đã cực kỳ mỏng manh. Nước trong giếng đã sớm khô kiệt, ở đáy lắng động nước bùn màu đen, mép mọc ra một bụi cỏ hỗn tạp, thành giếng bỏ đầy rong rêu màu xanh đậm. Trong giếng không có quỷ, Trương Nguyên thanh nhíu mày, thầm nhủ cái này không đúng, ta rõ ràng thấy trong giếng thỏ ra một nữ quỷ không có mặt. Hắn ở đáy giếng lặp đi lặp lại kiểm tra, bởi vì thời gian đi giày khiêu vũ màu đỏ có hạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫm thành giếng dốc đứng, quay về mặt đất, bước nhanh chạy về dưới mái hiên chủ điện. Lúc này mới yên tâm cởi ra giày khiêu vũ màu đỏ. Chủ điện, tắm rửa ánh nến mờ nhạt, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt uể oải tựa vào trước bàn cống phẩm, thi độc ăn mòn đối với thân thể sâu sắc thêm, kế sau váng đầu, đã xuất hiện khó thở, tim phổi đau đớn các loại bệnh trạng. Thời gian không nhiều nữa, ta đã thăm dò hết tòa hậu viện, cũng thành công chế phục cương thi, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nói rõ ta còn có chỗ nào chưa từng thăm dò. Hậu viện từng phòng đều đã thăm dò, ngay cả đáy giếng cũng đã đi xuống, không có khả năng tồn tại bỏ sót. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào đây? Khi bài trừ toàn bộ khả năng, một cái còn lại mặc kệ không thể tưởng tượng bao nhiêu, đều tất nhiên là chân tướng. Hắn nói thầm một tiếng, chậm rãi trông đỡ đứng dậy. Nơi chưa từng thăm dò, chính là nơi đây, chính là tòa chủ điện trước mắt này. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ từ đảo qua chủ điện, cuối cùng dừng lại ở trên thân bức tượng Tam Đạo Sơn Nương Nương, ở lúc lần đầu tiên tiến vào chủ điện, một cái chi tiết trên thân bức tượng đã khiến hắn rất để ý. Tay phải bức tượng là để chống, lại làm dạng cầm nắm, nói lên ban đầu là cầm món đồ. Lúc trước không biết trong tay nàng ban đầu nắm cái gì, bây giờ đã biết. Là chày phục ma, ôm tâm lý thử một lần không sao, Trương Nguyên Thanh tiến lên, cắm chày phục ma vàng óng vào trong lòng bàn tay bức tượng, sau đó nhảy xuống khỏi bệ, lui về vài bước. Hầu như ở khoảnh khắc hắn lui về phía sau, mặt ngoài bệ dạn nứt răng rắc, vết nứt bắn lên một làn cho bụi dày đặc, ngay sau đó toàn bộ bệ sụp xuống, lộ ra một cái hang động tối om. Đoán đúng rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi thả lỏng, thật ra thăm dò xong Miếu Sơn Thần, giải quyết cương thi, cửa vào hang động sẽ mở ra, nhưng tiền bối đội thi công trước đó đã cầm đi chày phục ma. Nếu không thể nhìn thấu chi tiết này, trả lại chày phục ma, hắn chỉ sợ sẽ vĩnh viễn kẹt ở một bước này. Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi lặng yên căng thẳng thần kinh, ngưng tụ tinh lực, không dám có chút sơ ý, bởi vì dưới hang động, rất có thể tồn tại ngọn nguồn khiến miếu sơn thần suy bại. Một hồi lâu, thấy cửa động sụp xuống chưa xuất hiện khác thường, liền một lần nữa triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai, để nó thay thế giày chạy, bao lấy hai chân. Tiếp theo đi đến trước hang động tối đen thâm thúy, nhẹ nhàng nhảy. Bộp, lòng bàn chân hắn rất nhanh chạm đến mặt đất, giày khiêu vũ màu đỏ thay hắn tiêu trừ lực đạo rơi xuống trương nguyên thanh ở giữa những khối đá vụn tìm được chảy phục ma cúi người nhặt lên một lần nữa nắm trong tay đạo cụ mạnh mẽ này có giày khiêu vũ màu đỏ cùng chảy phục ma hắn tự tin có thể trực diện nguy hiểm trong hang động ánh nến từ đỉnh đầu thẩm thấu xuống nơi có thể chiếu sáng có hạn phía trước là hành lang tối tăm lặng yên tràn ngập sự sợ hãi chưa biết ở dưới hoàn cảnh như vậy bôi đen tiền đi là cực kỳ không sáng suốt trương nguyên thanh trầm ngâm một lát ánh mắt ném về phía đạo cụ trong tay trong giới thiệu vật phẩm nói, đây là một món đạo cụ ẩn chứa thần lực mặt trời, lấy máu tươi hiến tế, liền có thể đạt được thần lực. Thần lực mặt trời hẳn hoi, hẳn là có thể xua tan bóng tối, mang đến ánh sáng chứ. Đáng giá thử một lần, chỉ là ghi chú của giới thiệu thuộc tính có chút làm người ta hoảng hốt. Trương Nguyên thanh lặng lẽ thở hắt ra, lấy mũi nhọn ba cạnh sắc bén đóng đinh ở đùi. Chương 43, nguồn gốc quỷ dị 2. Cảm giác đau đớn bén nhọn ập tới, máu tươi ồ ồ toát ra, chưa dọc theo ống quần chảy đi, mà là hóa thành các dòng máu rót vào trong đạo cụ đồng thau này trương nguyên thanh chỉ cảm thấy một lực lượng ấm áp từ trong chảy phục ma trào ra dọc theo cánh tay lao vào thân thể con người hắn sáng lên hào quang màu vàng nhạt hóa thành con người ánh vàng rực rỡ chảy phục ma chưa xua tan bóng tối nhưng giao cho hắn năng lực nhìn thấu bóng tối đồng thời mê muội khó thở tim phổi đau đớn các trạng thái tiêu cực đều biến mất chỉ để lại cảm giác suy yếu mất máu quá nhiều thi độc trong cơ thể đã bị thanh trừ quả thật là đang dùng mạng đổi lấy lực lượng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Hắn vận thị lực, nhìn về phía trước, trước người là một cái hành lang rộng rãi, kéo dài về chỗ sâu trong bóng tối. Hai vách hành lang có dấu vết con người mở ra, không phải là thiên nhiên hình thành. Bước chân Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm đi ở trong hành lang, không gian yên tĩnh quanh quẩn tiếng bước chân của hắn. Đi mười mấy giây, hai vách hành lang xuất hiện dễ thực vật, chúng nó bỏ rậm rạp đầy vách tường. Cứu mạng, cứu mạng, đột nhiên, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng kêu cứu dọa người, như khóc như kể. Theo thanh âm đi chốc lát, phía trước chợt thoáng đáng, một hang đá thật lớn chiếu vào mi mắt, chính giữa hang đá là một thân cây tráng kiện, khoan thủng đỉnh chóp hang đá, sinh trưởng đến bên ngoài. Phần gốc thân cây tráng kiện này, dễ cây đan sen rối rắm, quấn quanh một cái quan tài đá. Đáng sợ nhất là, trong thân cây tráng kiện thò ra những cánh tay tái nhợt, hiện lên những khuôn mặt người tái nhợt, chúng nó vô ý thức phát ra tiếng hò hét cứu mạng cánh tay rậm rạp cua chộp lung tung, giống như đang tìm tìm cọng cỏ cứu mạng. Hội chứng sợ lỗ của mình tái phát rồi, ánh nến cùng chảy phục ma mang tới cho Trương Nguyên Thanh dũng khí, hắn chỉ cảm thấy ra đầu hơi phát tê, chưa quá mức sợ hãi. Lúc này, một giọng nói khàn khàn tang thương vang lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có sinh linh còn sống đến nơi đây. Theo câu này, tiếng kêu cứu dừng lại, cánh tay đong đưa như tảo biển ùn ùn lùi về thân cây, những khuôn mặt người kia hoảng sợ ẩn vào trong cây. Ai? Trương Nguyên Thanh bị dọa giật mình, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta, ta chỉ là một cái cây, thân cây trồi lên một khuôn mặt người xấu xí, khác với những khuôn mặt oán linh kia, ra mặt nó chính là vỏ cây, giống như tượng trưng cho bản thân cái cây. Nó là cây hòe già kia trong sân, thành tinh rồi. Trương Nguyên Thanh không ngờ ở loại địa phương quỷ quái này, còn có thể gặp được một tồn tại có thể câu thông, vì đối phương là một cái cây. Hắn không dám tới gần, thử nói, là ngươi giết đệ tử trong miếu, không phải ta, là nàng, ánh mắt thụ tinh hạ xuống, như đang chăm chú nhìn cái quan tài đá kia bên dưới, tuy nó không nhìn tới. Nàng là ai? Nàng là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trương Nguyên thành tựa như bị người ta cho một gậy vào đầu, đầu óc ngây ra. Tam Đạo Sơn Nương Nương nằm trong quan tài đá, vị thần giả du cường đại vốn nên ở đầu thời Minh đã vũ hóa kia. Ngọn nguồn quỷ dị là Tam Đạo Sơn Nương Nương, là nàng giết chết các đệ tử trong miếu. Trương Nguyên Thanh thốt ra, bà ấy vì sao phải làm như vậy? bởi vì thời đại mặt pháp tiến đến người tu hành khó đột phá bình cảnh nữa vì trường sinh tam đạo sơn nương nương rơi vào ma đạo nàng tự phong ấn trong quan tài đá lấy cây hòe giam cầm âm hồn lấy âm dưỡng âm để bảo vệ thân thể cùng nguyên thần của mình bất diệt nàng là thần dạ du cường đại mà thần dạ du trời sinh có thể cắn nuốt linh hồn lớn mạnh bản thân mặt người trên thân cây thở dài nói cây hòe cất chứa quá nhiều linh hồn tiếp thu ý chí của chúng nó chậm rãi sinh ra linh trí chí, cũng chính là ta những năm gần đây, lục tục có người vào lầm nơi đây, chết ở nơi đây, cuối cùng đều thành chất dinh dưỡng của nàng. Ta chịu tải thù hận cùng không cam lòng của oán linh, vẫn luôn chờ đợi có ai có thể đến nơi đây thay ta kết thúc nàng. Thì ra là thế, thế này có tính là kích hoạt npc nhiệm vụ không? Ánh mắt trương nguyên thanh khẽ lóe lên, ta nên làm thế nào? Mở ra quan tài đá, dùng vũ khí trong tay ngươi đâm thủng trái tim của nàng, thì có thể chấm dứt tất cả cái này. A. À, trong chày phục ma phong ấn một nửa dương phách của nàng, đâm vào trái tim, có thể mang dương phách còn lại trong thân thể nàng phong ấn vào trong món đồ, không còn dương phách hộ thể, thân thể nàng sẽ lập tức chết đi. Hòe thủ tinh nói xong, chậm rãi nói, người cũng có thể rời khỏi nơi này, trương nguyên thanh chưa động đậy, trầm mặc không nói. Hòe thủ tinh chậm rãi nói, người trẻ tuổi, người còn đang do dự cái gì? Trương Nguyên Thanh đột nhiên nói, ta đang nghĩ một vấn đề, chương 44, nguồn gốc quỷ dị 3 hòe thuộc tinh ôn hòa đáp lại vấn đề gì trương nguyên thanh đứng ở nơi xa chăm chú nhìn khuôn mặt trên thân cây nói từng chữ một ngươi sẽ không phải chính là ông từ chữ trong hang động chợt yên tĩnh vài giây sau hòe thuộc tinh giọng điệu trầm thấp nói ông từ là người đầu tiên bị tam đạo sơn nương nương mê hoặc trở thành con rối của nàng về sau cũng thành chất dinh dưỡng của nữ nhân kia ngươi nếu không tin tới đây mở ra quan tài đá liền biết được ta không lừa ngươi vậy ngươi giúp ta mở ra Ta không thể mở nó, ta chỉ là một cái cây. Là không mở được hay là không dám mở? Trương Nguyên thành tựa như đạt được đáp án muốn có, khóe miệng nhếch lên. Nằm trong quan tài là ông Từ Nhỉ, mà ngươi là thủ hộ hắn, hoặc là hồn phách của hắn. Nói xong đoạn lời thăm dò này, hắn tiến vào trạng thái đề phòng, chờ đợi thụ tinh phản ứng. Làm một gã dù rú ở nhà mê kỹ thuật am hiểu trò chơi chiến thuật, ở sau khi trải qua nhiều nguy cơ như vậy, nếu còn không thể khám phá bí ẩn Miếu Sơn Thần vậy thì quá kém rồi. Đầu tiên, Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa đầu thời minh, sau khi nàng chết, quan phủ địa phương mới lập cho nàng ngôi miếu này. Mà đệ tử trong miếu vô cớ mất tích là ở thời Vĩnh Lạc, trong đó ít nhất tranh lệch năm 60 năm, cũng chính là một hai thế hệ. Tiếp theo, tin tức chủ điện nhắc nhở, Tam Đạo Sơn nương nương là nhân vật chính phái, mà cái gọi là rơi vào ma đạo của hòe thụ tinh, là lời nói một phía của nó, Trương Nguyên Thanh càng thêm nguyện ý tin tưởng thứ trước. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, nội dung viết trong tùy bút là đừng tin tưởng sư phụ thật ra kẻ địch thật sự là ai linh cảnh đã sớm ở trong những chi tiết nhỏ này đưa ra ám chỉ chỉ là trương nguyên thanh không nghĩ ra ông từ vì sao phải giết chết đệ tử của mình bây giờ đã biết nếu mang người muốn trường sinh rơi vào ma đạo đổi thành ông từ tất cả điểm đáng ngờ liền giải quyết dễ dàng trong hang động lâm vào trầm mặc hòe thuộc tinh thở dài nói sự cảnh giác của ngươi quá mạnh từ đầu tới đuôi ta đối với ngươi đều không có ác ý lại càng sẽ không làm bị thương ngươi là sẽ không thương tổn hay là không thể thương tổn trương nguyên thanh chậm rãi lui về phía sau vài bước nói ừm um, để ta đoán một chút phương thức giết người của ngươi là bẻ cổ nhưng thủ pháp hẳn là có liên quan với ảo thuật tâm linh nhỉ ngươi ở không lâu trước đó đã muốn giết chết ta đáng tiếc ta chưa quay đầu một lần này hòe thuộc tinh đột nhiên biến sắc trương nguyên thanh thấy thế liền biết mình suy luận hoàn toàn chính xác vị thần dạ du kia trong tư liệu của thái nhất môn chỉ ra hai việc rõ ràng một cây hòe rất nguy hiểm hai đừng quay đầu cho nên hắn xâm nhập giếng cổ thăm dò mới sẽ không thu hoạch được gì bởi vì cái giếng đó căn bản không có vấn đề có vấn đề là cái cây mặt khác hắn có thể chuẩn xác phán đoán ra ảo thuật là vì nữ quỷ gọi tên là trương nguyên thanh mà không phải nguyên thủy thiên tôn một điểm cuối cùng trương nguyên thanh khi phát hiện giếng cổ trong đầu nghĩ đến là phim kinh dị nổi tiếng của đảo quốc nào đó bởi vậy sinh ra bóng ma tâm lý không dám đi xem xét đáy giếng sau đó trong giếng chui ra nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù không có ngũ quan phù hợp sợ hãi mông lung trong đầu trương nguyên thanh ngươi làm bộ làm tịch lựa lời nói chuyện với ta là vì ảo thuật đã không thể mê hoặc ta nhỉ dù sao ta có chảy phục ma của nương nương miễn dịch ảo thuật trương nguyên thanh vẻ mặt chấn định phân tích chân tướng lừa ta đi qua là muốn dùng khác phương pháp giết chết ta nếu ảo thuật không có hiệu quả đối với ta vậy chính là công kích vật lý rồi. Hắn nhìn thoáng qua rễ cây bò đầy trên vách hành lang, bỗng nhiên đâm cái chảy xuống. Cái rễ cây nhỏ như ngón cái kia nhanh chóng dâng lên ngọn lửa màu vàng, sau đó hóa thành than đen. Rễ cây bò đầy vách hành lang lập tức bị kích thích, sống hết lại, giống như đàn rắn rậm rạp, bò ở trên tường. Hòe thuộc tinh không ngờ người phàm tới từ bên ngoài này, lại có trí tuệ không tầm thường như thế, thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, nó ướt khoát không giả vờ nữa, lạnh lùng nói ngươi đã không muốn qua đây vậy đi chết đi mặt đất hang đá theo tiếng mà nứt ra khối vỡ nhô lên từng cái rễ cây trắng kiện chui từ dưới đất lên tựa như xúc tu vặn vẹo cuốn về phía trương nguyên thanh khoảng cách này cho dù không có giày khiêu vũ màu đỏ trương nguyên thanh cũng có thể chạy thoát quả nhiên muốn gạt ta tới gần trương nguyên thanh không lùi mà tiến trượt một cái tránh thoát rễ cây quấn quanh kéo gần lại khoảng cách của mình với cây hòe tiếp theo bật người dậy bật cao mấy mét lại một lần tránh thoát quét ngang càng lúc càng nhiều rễ cây đột phá mặt đất, điên cuồng vung lên ở trong hang đá. Chương 45, vượt qua nhiệm vụ thí luyện cấp S1. Trương Nguyên Thanh xê dịch nhảy nhót ở giữa xúc tu, tư thái tao nhã, vô luận dễ cây cố gắng như thế nào, vẫn không thể bắt được hắn. Nếu chưa thu phục giày khiêu vũ màu đỏ, chỉ bằng chày phục ma, tân thủ đối mặt một cửa ải này, tỷ lệ tử vong cực cao. Bộp bộp bộp, giày khiêu vũ màu đỏ chạy nhanh ở trên vách, tránh đi dễ cây quấn quanh, vỗ đập, hai đầu gối bắn lên, đẩy Trương Nguyên Thanh như mũi tên nhọn xuyên qua rễ cây vây đuổi chặn đường, lao về phía thân cây. Thấy nhân loại bắn nhanh đến, trên mặt thân cây lộ ra hoảng sợ rõ ràng. Ầm, um, khối đá ở đáy rễ cây vỡ ra, càng nhiều rễ cây hơn giống như giếng phun, hình thành một bức tường gỗ. Trương Nguyên Thanh dùng sức đâm chảy phục ma, ngọn lửa màu vàng lan tràn ở mặt ngoài tường gỗ, đốt hòe thụ tinh phẫn nộ gào thét. Trương Nguyên Thanh thuận thế đánh vỡ tường gỗ cháy thành than, hung hăng đẩy chảy phục ma ba cạnh bén nhọn vào thân cây cốc, mũi nhọn ba cạnh cắm thật sâu vào thân cây, một vầng mặt trời chó trang từ hang động tối đen bùng nổ. Hào quang màu vàng vặn vẹo thân cây, vặn vẹo mặt người, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, xẹt xẹt bốc khói. Trong nháy mắt, các linh hồn trốn vào thân cây kia, cũng đều ở trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành làn khói. Toàn bộ quỷ quái không còn sót lại chút gì, tan biến trong hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng tan đi, hang động khôi phục bóng tối, nhưng lập tức trở nên sạch sẽ trong sáng. Trương Nguyên Thanh làm trước hết không phải xem xét hòe thụ tinh đã chết hẳn hay chưa, mà là vội vàng giải trừ trạng thái đi giày khiêu vũ màu đỏ, thu vào ô vật phẩm. Từ khi tiến vào hang động đến bây giờ, nhắm chừng sắp 5 phút đồng hồ rồi. Thu lại giày khiêu vũ màu đỏ, Trương Nguyên Thanh lúc này mới chuyển sức chú ý về phía cây đa to, nó đã héo rũ, vỏ cây dạn nứt, mất đi hơi nước, dễ cây phân tán ở các nơi của hang động. Trong đầu Trương Nguyên Thanh vang lên thanh âm lạnh như băng. Đinh! chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cấp S, thẻ nhân vật mở ra, đang kết toán phần thưởng. Đạt được vật phẩm, chảy phục ma, thưởng giá trị kinh nghiệm, 100%, ngài đã thành thần dạ du, thưởng giá trị kinh nghiệm, 20%, phần thưởng thẻ nhân vật kích hoạt, thưởng đạo cụ, giày khiêu vũ màu đỏ. 5 phút đồng hồ sau thoát ly linh cảnh, rốt cuộc kết thúc rồi, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người giống như hư thoát. Hắn đã vượt qua đường hầm xà linh, hoàn thành chuyện chưa ai có thể làm được trong mấy chục năm. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, dấu ấn trăng đen trên trán Trương Nguyên Thanh nổi lên, một luồng lực lượng quỷ dị thần bí từ trong dấu ấn nóng lên phóng thích, lấy tư thái gần như mãnh liệt vô lý xông vào trong cơ thể. Da hắn đỏ bừng, giống như tôm nấu chín, lực lượng quỷ dị thần bí cọ rửa thân thể, tan vào trong từng tế bào, dung nhập trong từng cái xương, thương thế cánh tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Hắn không tự chủ được run lên, trong mắt chợt hiện ra hai vầng trăng đen hư ảo, tiếp đó ẩn nấp đau đớn rất nhanh biến mất tiếp đó là cảm giác thoải mái như tắm suối nước nóng ập tới thật thoải mái trương nguyên thanh chỉ cảm thấy cả người lười biếng thoải mái muốn duỗi người hắn theo bản năng cúi đầu nhìn cả kinh thấy thân thể của mình đứng ở chỗ ban đầu ta linh hồn xuất khiếu rồi trong lòng hắn nổi lên khủng hoảng theo bản năng muốn trở về thân thể ý niệm khẽ động linh hồn lập tức trầm xuống hòa vào thân thể sau khi một lần nữa nắm giữ thân thể Trương Nguyên Thanh phát giác thân thể này có thêm vài thứ, một thứ gọi là Thiên Phú. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận loại Thiên Phú này, giống như trời sinh. Đồng thời, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập tinh lực và lực lượng vô cùng, thậm chí có loại ảo giác một cú đấm đánh nổ một tinh cầu. Trương Nguyên Thanh mở ra giao diện thuộc tính nhân vật, tên họ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủng tộc: Nhân loại, nghề nghiệp: Thần Giả Du, cấp bậc: 1, kỹ năng: Giả Du, Phệ Linh, Thái Âm Chi Linh. Giá trị kinh nghiệm 20%, giá trị đạo đức 60 chỉ số mới bắt đầu. Dạ Du chủ động ngừng tụ lực lượng thái âm bao phủ bản thân, tiến vào trạng thái Dạ Du, trong lúc phóng thích kỹ năng, tạm thời ẩn thân, cùng thu nạp mùi, hơi thở của mình, che giấu thanh âm cùng nhiệt lượng thân thể phát ra, thời hạn 6 giây. Phệ Linh chủ động cắn nuốt linh hồn tăng cường linh tính của mình. Thái âm chi linh bị động thần Dạ Du cơ thể cường kiện, có được sinh mệnh lực tràn đầy cùng sức tự lành cường đại. Ở trong màn đêm, các hạng năng lực của thần giả du sẽ được tăng phúc thật lớn. Hắn chính thức trở thành thần giả du, hơn nữa còn thêm 20% giá trị kinh nghiệm, lại thêm đạo cụ thường, lần thí luyện linh cảnh này thu hoạch có thể nói hậu hĩnh. Chương 46, vượt qua nhiệm vụ thí luyện cấp S2. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, giày khiêu vũ màu đỏ lẳng lặng nằm ở trong ô vuông thứ nhất, nửa giờ đếm ngược đã biến mất. Hắn chính thức trở thành chủ nhân giày khiêu vũ màu đỏ. Hai phút sau, hắn bước đầu thích ứng trạng thái thân thể, vết thương ở hai cánh tay đã khỏi hẳn. Sau đó, ánh mắt Trương Nguyên Thanh ném về phía quan tài đá. Nhiệm vụ kết thúc, ý nghĩa độ thăm dò đạt tới 100%, cho nên quan tài đá là trống. Xem ra hòe thủ tinh chính là ông Từ, như vậy, toàn bộ nhân vật đều đã ra sân, hắn là như thế nào biến thành thủ tinh, trong quan tài đá là thân thể của hắn. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh Thuận bước đi đến trước quan tài đá, tính nhật hòm, không chừng trong quan tài có bảo bối chôn cùng thì sao? Cách rời khỏi linh cảnh còn có hơn 2 phút đồng hồ, thời gian đủ. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn một lần nữa triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, lựa chọn hình thức đi vào. Quan tài đá bị rễ cây khô héo quấn quanh bao vây, Trương Nguyên Thanh vùng chảy phục ma, lần lượt chặt đứt những rễ cây mất đi hơi nước kia, lúc này mới thấy rõ toàn cảnh quan tài đá. Dài khoảng 2 mét, thân quan tài điêu khắc hoa văn tinh xảo, nắp quan tài động một tầng bụi mờ nhạt. Két két, hắn chậm rãi đẩy ra nắp quan tài, nhìn chăm chú vào trong quan tài, thân là thần dạ du, cho dù không có thần lực của chảy phục ma giúp đỡ, hắn cũng có thể thoải mái nhìn thấu bóng tối. Nằm trong quan tài đá là một sắc phụ nữ, mặc váy lụa cổ đại sớm đã mục nát, hai cánh tay giao nhau trên cái bụng phẳng, eo nhỏ, dáng người thướt tha, không thấy hư thối. Dung mạo nữ thi đoan chính thanh nhã, đường nét hai má phát họa ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, mũi dọc dừa cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm mà vẻ mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mày rậm đan xen vào nhau. Tuyệt sắc mỹ nhân, Trương Nguyên Thanh chấn động liên tục lui về phía sau, trong đầu chỉ một ý nghĩ. Thực con mẹ nó là Tam Đạo Sơn Nương Nương, so sánh với bức tượng ở chủ điện, nữ thi này thiếu đi hiền hòa, nhiều thêm vẻ đẹp lạnh lùng, bớt đi sự đầy đặn, có thêm nét gầy gò của cô gái tuổi thanh xuân. Nhưng khuôn mặt tuyệt đối có bảy tám phần tương tự, chẳng lẽ hòe thuộc tinh nói là nói thật, ngọn nguồn đệ tử trong miếu mất tích là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trong lúc nhất thời, hắn có nỗi sợ hãi không tên sinh ra hoài nghi đối với phán đoán của mình mà phán đoán sai lầm tất nhiên kèm theo nguy cơ thật lớn không không đúng nhiệm vụ của ta quả thật đã hoàn thành cái này nói rõ phỏng đoán của ta là đúng như vậy nương nương trong quan tài đá thuộc về nhiệm vụ che giấu trương nguyên thanh đột nhiên hối hận tự tiện mở quan tài tam đạo sơn nương nương đã nằm trong quan tài đá như vậy miếu sơn thần tất nhiên còn cất giấu kịch tình sâu hơn nữa cái này vô cùng có khả năng kích hoạt một loạt phản ứng dây chuyền không tốt, ví dụ như kích hoạt nhiệm vụ che giấu. Hắn vừa định đẩy nắp quan tài trở về, bỗng nhiên từ giữa môi nữ thi, nhìn thấy một vệt hào quang ngăm đen. Có cái gì, hơi do dự, hắn nắm cái cằm nhọn, cạy ra cánh môi nở nang khiêu gợi, thấy rõ mảng ngăm đen kia. Là một hạt trâu tối đen tinh thuần, tên, linh thể kết tinh, loại hình, vật phẩm tiêu hao, công năng, không, giới thiệu, linh hồn kết tinh sau khi trải qua lực lượng nhật thần tịnh hóa, ẩn chứa linh lực khổng lồ, là thuốc bổ thần giả du khát vọng nhất. Ghi chú Tam Đạo Sơn Nương Nương đã tịnh hóa xong tạp niệm trong kết tinh, xin yên tâm dùng ăn. Trương Nguyên Thanh vươn hai ngón tay, kẹp ra hạt châu kia. Hạt châu nhanh chóng tan ra, thành một dòng năng lượng dinh dính, chui vào mi tâm. Tinh, ngài đạt được 22% giá trị kinh nghiệm. Lực lượng toàn thân Trương Nguyên Thanh tăng vọt, một lần nữa sinh ra ảo giác một cú đấm đánh nổ tinh cầu. Hắn cảm giác mình rõ ràng cường đại hơn một đoạn, không cần xem xét giao diện thuộc tính, cũng có thể rõ ràng phát hiện phương diện kỹ năng tăng lên. Thời gian dạ du duy trì tăng lên 3 giây, từ 6 giây biến thành 9 giây. Bất ngờ mạnh lên, nương nương ngươi ngủ yên đi, Trương Nguyên Thanh Yên lặng đẩy nắp quan tài trở về, coi như mình chưa từng mở ra. Kế tiếp, trong quá trình chờ đợi đọc dây, Trương Nguyên Thanh có chút đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng, sợ xuất hiện điều khác thường không tốt, ví dụ như chạm đến nhiệm vụ che giấu, cắt ngang việc trở về. Cũng may chưa có cái gì xảy ra, Trương Nguyên Thanh nhìn máy tính giờ trên giao diện màu lam bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, đột nhiên, một tiếng thở ngân nga vang lên ở trong hang động tối tăm yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh, nắp quan tài bị đẩy ra từ bên trong, một cái tay tái nhật thanh tú thỏ ra, bắt lấy mép quan tài, chợt người đẹp trong quan tài đá ngồi dậy. Trương 47, trò chuyện một con mắt sâu thẳm như đầm nước của nữ thi đảo qua hang đá, đối diện với Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cứng ngắc. Nàng chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh vài giây, khóe miệng nhếch lên. Nụ cười này, thiếu chút nữa dọa Trương Nguyên Thanh chết ngay tại chỗ. Lúc này, cảnh vật giống như cái bóng dưới mặt nước bị gió làm vỡ vụn, đọc dây chấm dứt. Trời đất là một mảng mơ hồ, trong tích tắc, hình ảnh dần dần tiếp cận vững vàng, đèn sợi đốt sáng người trắng lóa từ đỉnh đầu chiếu xuống, bức tường trắng, bàn, máy tính, tivi, giường đôi. Bước xem chấp lên ở trong gió, ngoài cửa sổ là chim hót thanh thúy hắn đã về tới nhân gian, địch, hù chết lão tử rồi, trương nguyên thanh đặt mông ngồi ở bên giường, tim đập nhanh từng đợt. Hắn hoài nghi trở về muộn một giây nữa, trở về có lẽ chính là một khối tàn thể. Chờ hắn thật không dễ dàng gì bình ổn tâm tình, liếc đến giày khiêu vũ màu đỏ trên chân, thiếu chút nữa lại tim đập nhanh đến qua đời. Giải trừ giải trừ, giày khiêu vũ màu đỏ hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán. Phù, thiếu chút nữa phải chặt chân rồi, trương nguyên thanh hoàn toàn thả lỏng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn nhà cao tầng ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn phiến lá xanh mượt phản xạ ánh sáng bảy màu rực rỡ, lắng nghe các bác trong tiểu khu nói chuyện, cùng với tạp âm chiếc xe xa xa chạy qua. Đang giờ cơm, shipper mặc đồng phục màu xanh lam, chạy chiếc xe cả tàng đi nhanh ở trong tiểu khu. Trong cửa sổ tòa chung cư cách vách truyền đến tiếng vang lớn của rau dưa khi chạm vào dầu nóng, còn có tiếng cái sẻng lật đảo vang len keng. Vẫn là nhân gian tốt đẹp, vẫn là đô thị tốt đẹp. Đứng vài phút như vậy, hắn mới cảm giác mình hoàn toàn thoát khỏi loại cảm giác kinh sợ kia. Sau khi bình tĩnh lại, hắn sốt ruột không thể chờ được đi đến trước gương, nghiệm chứng kỹ năng của mình. Lắng động cảm xúc, bình tĩnh tâm hồn, yên lặng câu thông lực lượng thái âm trong cơ thể. Rất nhanh, Trương Nguyên Thành thấy thân thể mình trong gương bị lau đi từng tấc một, bỗng dưng biến mất. Thật sự có thể ẩn thân, hề hề hề. 9 giây sau, thân thể một lần nữa được phát họa ra, hiện ra trong gương. Ừm, có hơi mệt, tựa như chạy vài vòng ở sân thể dục. Tiếp theo, hắn lại thử lực lượng thân thể của mình, dễ dàng bóp cục pin lõm xuống, dùng dao thủ công cắt trên mu bàn tay một vết thương nhỏ, không đến 5 phút đồng hồ đã khép lại khôi phục. Bỏ qua một bên không nói siêu năng lực, riêng là lực lượng cơ bắp tăng trưởng, đã siêu thoát người phàm. Về phần một kỹ năng chủ động khác vệ linh, tạm thời còn chưa có cơ hội sử dụng, bởi vì bên người không có linh thể. Mình bây giờ sức lực thân thể mạnh như thế, nếu dẫn phát bệnh cũ, thân thể có phải có thể gánh vác trạng thái quá tải lâu hơn nữa hay không? Không đúng, mình nên suy nghĩ là trong linh cảnh hành giả có nghề bác sĩ hay không, tìm người khám quái bệnh của mình một chút. Trương Nguyên Thanh sau đó lại mở ra ô vật phẩm thưởng thức đạo cụ của mình, nhưng chưa lấy ra. Chày phục ma thì thôi, giày khiêu vũ màu đỏ lấy ra, nếu lại yêu cầu mình nhảy với nó thì làm sao? Chăm chú nhìn chày phục ma, Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Nếu nhớ không lầm, Cây đa tinh nói trong chảy phục ma phong ấn dương phách của tam đạo sơn nương nương, bà ta sẽ tìm đến mình hay không? Nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi, NPC trong linh cảnh hẳn là không thể xuất hiện ở thế giới hiện thực nhỉ. Khả năng mình lại vào miếu sơn thần cũng sẽ không quá lớn, miếu sơn thần nho nhỏ đã thăm dò xong, không có khả năng lại dựng lên một nhiệm vụ nữa. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không yên lòng, trong đầu luôn không ngừng hiện lên nụ cười của tam đạo sơn nương nương đợi lát nữa đi đơn vị một chuyến để chứng thực. Lúc này, tay nắm cửa bị người ta vặn vài cái, nhưng bởi vì Trương Nguyên Thanh trước đó khóa trái cửa phòng, cho nên người bên ngoài chưa thể đi vào. Trương Nguyên Thanh, mày khóa cửa làm gì? Có phải vụng trộm làm chuyện xấu hay không? Giọng nói nũng nịu thanh thúy của dì trẻ truyền đến, hừ hừ nói ăn cơm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện bụng mình đói kêu óc ách rồi, vội vàng đáp lời, nhanh chóng thu hồi chảy phục ma, cởi quần áo dính cho bụi cùng máu tươi, đổi cái áo bóng chảy mùa xuân, quần thể thao màu đen, lại giấu đi quần áo bẩn. Lúc này mới đi tới cửa, vặn mở cửa phòng, dì trẻ đứng ở ngoài cửa, để khuôn mặt trứng ngỗng ngượt mà xinh đẹp nhìn quét vào trong phòng, nghi ngờ nói, mày khóa cửa làm gì? Tu luyện thần công, thần công gì? Sư di giải kỹ lấy chế gì đại pháp sao? Sao học hỏi từ những kẻ man dợ để chế ngự lại chính kẻ man dợ? Thằng nhãi, muốn ăn đòn à? Dì trẻ hung hăng trừng mắt, mắt của cô rất phong tình, vừa tròn vừa to, sáng người linh động, không có tơ máu, không thấy đục ngầu. Cổ nhân nói mắt sáng như nước mùa thu, chính là chỉ loại mắt to sáng long lanh này. chương 48, trò chuyện 2. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh càn quét như gió, sức ăn tăng vọt, bà ngoại vừa vui mừng tay nghề làm bếp của mình tiến bộ, vừa buồn giàu hôm nay làm quá ít đồ ăn. Ngày mai phải đi học, cháu đêm nay đi ngủ sớm một chút, đừng để lúc đó gọi cháu không dậy nổi. Bà ngoại cảnh báo, gì trẻ buổi tối không đến phòng cháu chơi game cháu có thể ngủ sớm. Trương Nguyên Thanh lập tức đổ lỗi, cẳng chân dưới gầm bàn bị đá một phát, chính nó cũng phải đi làm. Bà ngoại quay đầu nói với con gái, ngày mai nếu tăng ca, gọi điện thoại trước cho mẹ. Dì trẻ là bác sĩ thực tập khoa phụ sản, làm việc ở một bệnh viện công lập tuyến 3, lúc rảnh thì rất rảnh, khi bận so với xã xúc sao còn mệt hơn. Một thuật ngư ám chỉ những nhân viên văn phòng tầng dưới chót, cường độ thời gian lao động rất nặng có rảnh tiếp xúc nhiều một chút với đồng nghiệp nam, ở trong bệnh viện hẳn là rất nhiều bác sĩ nam theo đuổi con nhỉ bà ngoại thăm dò mẹ tầm nhìn hạn hẹp quá đàn ông đưa vợ đến khám thai cũng thường xuyên vụng trộm hỏi xin con liên phương thức hệ dì trẻ chống hông đắc y nói bà ngoại nâng bàn tay dì trẻ co rụt lại cái đầu quả dưa yên lặng lùa cơm khi hai mẹ con nói chuyện tâm tư trương nguyên thanh đã bay đến trên việc buổi chiều cần làm cơm nước xong liên lạc quan nhã một lần nói cho tổ chức mình đã thành công vượt ải thuận tiện còn cần viết một phần báo cáo phó bản không biết báo cáo phó bản mạng đầu có đáng tiền hay không có thể đổi bao nhiêu công lao. Chuyện sơn thần nương nương thức tỉnh cũng cần nhắc nhở một phen, không thể quên, luôn cảm thấy đây là một nhiệm vụ ẩn. Cơm nước xong, giải quyết vấn đề ấm no, Trương Nguyên Thanh về phòng, phát hiện điện thoại di động hết pin. Bởi vì bôn ba, lo lắng chuyện linh cảnh, quên sạc pin cho điện thoại di động. Sau khi sạc pin, hắn thấy có 4 năm cuộc gọi nhớ. Thông báo cuộc gọi tới, quan nhã. Trong đó hai cuộc là một giờ trước, lúc ấy hắn còn ở trong linh cảnh, ba cuộc còn lại là 2 phút trước vội xác nhận ta chết hay chưa như vậy. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, đầu ngón tay ấn nhẹ, gọi lại cho quan nhã. Căn nhà hai tầng, tường thủy tinh phản xạ ánh mặt trời. Trong văn phòng rộng rãi xa hoa, Lý Đông Trạch dùng xong bữa trưa đơn giản, nhìn đồng hồ, chống gậy đi vào khu làm việc. Quan nhã, Nguyên Thủy bên kia có tin tức chưa? Đây đã là lần thứ ba hắn hỏi ra vấn đề tương tự. Tuy trong lòng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trước khi sự việc xong xuôi hết, luôn làm người ta không ngừng đau đớn lý đông trạch cũng đã viết sẵn thư tạ lỗi chỉ chờ có kết quả sau đó hướng bách phu trưởng thừa nhận sai lầm hắn lần này sơ ý khiếm khuyết tố chất thám báo chuyên nghiệp về phần nguyên thủy thiên tôn thằng nhóc này tuy cảm thấy đáng tiếc nhưng thẻ nhân vật mở ra nhiệm vụ thí luyện không ai có khả năng chống lại điện thoại di động cậu ta tắt máy rồi quan nhã lắc đầu tôi đã gọi cho cậu ấy năm sáu cuộc điện thoại không liên hệ được lý đông trạch tựa như đã sớm dự đoán được sẽ như vậy lặng lẽ phun ra một hơi đợi một chút nữa đi, đợi một chút nữa. Vâng, thập trưởng, quan nhã vén tóc mai, lộ ra nụ cười, Trấn An nói, trước khi có kết quả, tất cả đều có khả năng, tựa như con mèo của Schrödinger, không mở hộp ra, vĩnh viễn không biết sống hay chết. Vương Thái bên cạnh nhìn không được mở miệng, con mèo của Schrödinger không phải dùng như vậy, từ xác suất học để nói, không có thủ đoạn cùng trợ giúp đặc thù, khả năng cậu ta thông qua đường hầm xà linh hầu như bằng không. Quan Nhã và Lý Đông trạch mặt tối sầm, cậu câm miệng, mình có phải lại nói sai rồi hay không?" Vương Thái Yên lặng cúi đầu. Thằng nhóc xã giao thiểu năng này, Lý Đông trẻ cùng Quan Nhã ở trong lòng phê bình một câu. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, bọn họ đã sớm bỏ qua bồi dưỡng đối với IQ của Vương Thái. Quan Nhã cảm thấy, linh hồn thú vị cùng linh hồn không thú vị lập tức đối lập ra, nhìn xem nguyên thủy thằng nhóc kia, bộ dạng tuấn tú nói chuyện lại dễ nghe, hắn nếu có thể trở thành đồng nghiệp, về sau đi làm sẽ không buồn tẻ nhàm chán như vậy nữa. Đáng tiếc vận may không tốt, đến giờ tan tầm nếu còn không liên hệ được, vậy hoàn toàn hết hy vọng. Quan nhã thở dài, lười biếng tựa vào ghế mềm, để bộ ngực đầy đặn trống áo sơ mi màu trắng căng lên. Có tin tức lập tức báo cáo cho tôi, Lý Đông Trạch nói xong, đang muốn xoay người rời khỏi, điện thoại di động quan nhã đặt ở mặt bàn lại đột nhiên vang. Lúc này, điện thoại di động đặt ở mặt bàn vang lên. Lý Đông Trạch dừng bước, ánh mắt nhìn chầm chầm điện thoại di động của quan nhã. Thông báo cuộc gọi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch hít thở lập tức dồn dập hẳn lên. Chương 49, trò chuyện 3. Quan Nhã chờ từ trên ghế bật dậy, húp bàn làm việc vang rầm rầm, đồ dùng trên bàn ùn ùn đánh đổ. Đôi mắt đẹp mở to, trên mặt răng kín kinh ngạc cùng mừng như điên. Cô vừa nắm lên điện thoại di động, vừa nhìn về phía Lý Đông Trạch. Lý Đông Trạch mặt căng thẳng, nói, loa ngoài." Tiếng hắn trầm thấp mà nghiêm túc, hai người sắc mặt chăm chú, như là đang tiếp cuộc gọi của bọn cướp. Sam Nhã nhận cuộc gọi, mang theo chờ mong, Đè nén mừng như điên, nói: "Nguyên Thủy, tôi vượt qua nhiệm vụ thí luyện, từ trong Miếu Sơn Thần đi ra rồi." Tiếng Trương Nguyên thanh từ trong loa truyền ra, Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch đồng thời ngây người, Vương Thái chẳng bận tâm thế giới bên ngoài bỗng ngẩng đầu, trên mặt vị học sĩ si mê số liệu này lộ ra chấn động cùng ngạc nhiên. Sau khi dại ra vài giây, hai hàng ria mép ngoài miệng Lý Đông Trạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dựng lên, kêu lên: Âu, oh, my god, ngài là nghe được cầu nguyện của ta sao?" cái này quá mức khó có thể tin rồi, ôi, trời ơi, ta không dám tin đây là thật. Sau đó phát hiện mình thất thố, vội vàng thu liếm vẻ mặt, tao nhã, phải tao nhã. Lý Đông Trạch biết vượt qua đường hầm xà linh ý nghĩa cái gì, một linh cảnh cấp S bị thái nhất môn nhận định không có khả năng vượt qua bị đánh hạ, tất nhiên đưa tới chú ý cường độ cao. Nguyên Thủy tuy là người mới, nhưng có thể đoán được, hắn sẽ chiến một trận thành danh, trở thành linh cảnh hành giả có chút danh tiếng. Mặt khác, tin tức, đạo cụ ẩn chứa trong linh cảnh cấp S là thu hoạch thật sự, hơn nữa tất nhiên hậu hĩnh. Tổ chức chính phủ cũng tốt, tổ chức dân gian cũng thế, đều nhiệt tình vượt qua linh cảnh yêu cầu cao độ, đặc biệt là lần đầu, bởi vì đó là phương thức nhanh chóng hữu hiệu nhất lớn mạnh tổ chức. Một điểm cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, khu Tùng Hải, linh cảnh thí luyện thần giả du chỉ vài cái như vậy, đường hầm xà linh tồn tại bắc này, khiến tổ chức chính phủ tổn thất rất nhiều thần giả du dự khuyết. Nếu có được một phần phương án chi tiết, như vậy hàng năm sau này, số lượng thần giả du sinh ra đều sẽ tăng lên. Tuy linh cảnh sau khi bị vượt qua, phần thưởng không có khả năng hậu hĩnh như lần đầu nữa, nhưng tổ chức nhìn chúng chính là số lượng thần giả du gia tăng. Cái này đủ để khiến đoàn trưởng lão ngũ hành minh chú ý. Cậu, sao mà làm được? Quan nhã lầm bẩm không có gì khó, tôi nhẹ nhàng dễ dàng vượt qua rồi. Ai, cái này không phải có chân thì có thể bước qua sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra lời phù hợp ID của hắn. Quan nhã nhất thời cạn lời, không phân biệt được hắn là đang nói giỡn, hay là mèo khen mèo dài đuôi. Ở trong ấn tượng của cô, Trương Nguyên Thanh là một sinh viên thông minh, am hiểu xã giao, nhưng muốn nói có bao nhiêu bất thường, khẳng định là không có khả năng. Cô thích đối với vị đồng nghiệp mới này, cũng giới hạn ở nói chuyện dễ nghe, hài hước, nhưng tuyệt đối không phải tán đồng đối với năng lực của hắn. Mà bây giờ, cô cần một lần nữa đánh giá vị thần dạ du mới này. Tốt lắm, làm tốt lắm, Lý Đông trạch hưng phấn gõ gõ, gõ gậy trống, vội vàng nói cậu mau đến đơn vị một chuyến lập tức tới đây vâng trương nguyên thanh nói kết thúc trò chuyện vương thái nhịn không được nói hắn có năng lực vượt qua người thường trước mắt không biết là một mặt nào nhưng khẳng định có đội trưởng anh tựa như nhặt được một tên quái thai rồi nghe vậy nụ cười trên mặt lý đông trạch khó có thể ngăn chặn khuếch tán ho khan một tiếng không vui nói quái thai cái gì người ta đây là thiên tài nói xong hắn như là có việc gấp vội vàng đi về phía văn phòng Lý Đông Trạch cảm thấy, tiêu đề thư tạ lỗi nên sửa tao nhã hơn một chút, ví dụ như, rất xin lỗi bách phu trưởng, tôi không cẩn thận nhặt được quái thai rồi. Hắn đã sốt ruột không chờ thêm được nữa, Lý Đông Trạch bước nhanh quay về bàn làm việc, dùng sức trà trà tay, cảm xúc tăng vọt mở ra máy tính, soạn tin. Phó bách phu trưởng, thuộc hạ có việc báo cáo, vừa lấy được tin tức, vị thần giả du kia tôi mời chào vào đã thành công thông qua nhiệm vụ thí luyện, quay về hiện thực. Đúng vậy, hắn đã thành công vượt qua đường hầm xà linh. Click gửi đi, ở trong chế độ của bạch hổ binh chúng, không phải việc cấp tốc, cấp dưới là không thể trực tiếp gọi điện thoại cho cấp trên, bình thường là lấy biêu kiện, tin tức báo cáo. Nguyên thủy vượt qua đường hầm xà linh, là việc lớn, nhưng không phải việc gấp. Sau khi tin tức gửi ra mười mấy giây, điện thoại di động Lý Đông Trạch đặt ở bên cạnh bàn vang lên, thông báo cuộc gọi là phó bách phu trường. Trực tiếp gọi điện thoại, Lý Đông Trạch lập tức cầm lên điện thoại di động nhận cuộc gọi. Lý Đông Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Trong loa truyền đến tiếng nói lạnh như băng của nam tử trẻ tuổi, cắn chữ rõ ràng. năm 50, lấy đức phục người, một, bách phu trưởng, chuyện này quả thật làm người ta bất ngờ. Đối mặt bách phu trưởng cảnh cáo, Lý Đông trạch lại vô cùng thoải mái, tôi mới vừa gọi điện xong với cậu ta. Có hướng dẫn chưa, Phó Thanh Dương lập tức hỏi, còn phải chờ một lát, Phó Bách Phu trưởng im lặng vài giây, giọng điệu lạnh như băng chuyển thành nhu hòa, nói. Tôi cũng không ôm bất cứ sự chờ mong nào, không ngờ thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Người này có thể vượt qua đường hầm xà linh, tất có chỗ hơn người. Lý Đông Trạch, anh mời chào được nhân tài cho bạch hổ binh chúng, tôi sẽ báo lên cho đoàn trưởng lão, ghi anh một công lớn. Oh my god, thế này quả thực quá mỹ diệu rồi. Nụ cười khóe miệng Lý Đông Trạch mở rộng, chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng nói. Cần giữ bí mật không? Chuyện hắn mời chào một vị thần dạ du, ở trong nhân vật cấp đội trưởng khu Khang Dương đã không phải bí mật, cho dù sau đây cố ý không đề cập tới, thời gian dài cũng sẽ bị người ta chú ý tới. Không giấu được quá lâu, nhất là ngũ hành minh cùng Thái Nhất Môn từng ký hiệp nghị, trong lãnh thổ cả nước xuất hiện thần dạ du, Thái Nhất Môn đều có quyền ưu tiên chọn lựa. Hiệp nghị này dẫn tới ngũ hành minh hầu như không có thần dạ du của mình, chỉ lác đác mấy người như vậy. Phó Thanh Dương cười nhạo nói, vì sao phải giấu, Thái Nhất Môn đã tỏ thái độ rõ ràng, không cần thần giả du này không cho phép bọn họ đổi ý anh cần phòng bị là người nội bộ ngũ hành minh bách hoa hội sự kiện đó tôi không hy vọng xảy ra nữa chúng ta cần lấy đức phục người thu phục hắn cái này nhất trí với ý tưởng của lý đông trạch lập tức khiêm tốn thỉnh giáo xin phó bách phu trưởng chỉ điểm chuyển chính thức cho hắn tăng lương a à, tăng lương đây là lấy đức thu phục người sao tôi không thích dùng tiền để thu mua lòng người bởi vì lấy lợi gặp nhau tất bởi lợi mà tan giã Tôi càng thích lấy đức thu phục người hơn, nhưng nước cần thời gian để thể hiện, mà tiền dựng xào thấy bóng. Phó Bách Phu trưởng giọng điệu bình tĩnh, mau chóng bảo hắn viết một phần phương thức vượt ải, tôi muốn biết tin tức trung tâm của miếu sơn thần. Thuận tiện trả nhân tình thái nhất môn, bất cứ linh cảnh cấp S nào, tất nhiên đều bao hàm một ít tin tức cùng tình báo có giá trị, không phải linh cảnh bình thường có thể so sánh. Rõ, Lý Đông Trạch kết thúc cuộc gọi, cái này tính lấy đức thu phục người cái gì, chẳng qua đây quả thật là tác phong của phó gia. Lý Đông trạch lắc đầu, gia tộc vị phó thiếu gia này ở trong niên đại dung chuyển bất an đi xa nước ngoài phát triển tránh né chiến hỏa, trải qua trăm năm kinh doanh, nhiễm nhiên trưởng thành làm con cá sấu tư bản khổng lồ. Về sau phó gia nhận cành ô lưu quốc gia tung ra mang theo lượng tài phú khổng lồ về nước phát triển tham dự trong xây dựng kinh tế. Phó gia không những là một tư bản khổng lồ, đồng thời còn là gia tộc linh cảnh hành giả nhiều thế hệ truyền thừa. Gia tộc này hàng năm đều sẽ xuất hiện số lượng thám báo nhất định là một thế lực gia tộc không thể bỏ qua trong bạch hổ binh chúng phó bách phu trưởng tuổi còn trẻ đã tinh thông các loại năng lực tiền bạc được gọi là tiền công tử trong bốn đại công tử của tổ chức chính phủ lúc này lý đông trạch thấy group quản lý linh cảnh hành giả đại khu khang dương có người a còng mình thanh đằng a còng lý đông trạch lý đội trưởng vị thần dạ du kia anh mới chiêu mộ tình huống thế nào rồi thanh đằng là đội trưởng bách hoa hội đổi thành mục yêu khác hỏi như vậy lý đông trạch phải hoài nghi đối phương dụng tâm kín đáo nhưng vị nữ đội trưởng này tính cách ôn hòa thiện lương không phải loại lẳng lơ đê tiện không chú ý võ đức bạch long oa lời này chu tâm nha biết rõ không có khả năng có người vượt qua đường hầm xà linh cô còn muốn kích thích lý đội trưởng lý đông trạch còn chưa nói chuyện bạch long từng có khúc mắc với thanh đằng dẫn đầu nhảy ra cấu xé đại cơ bá khẳng định đã chết ở đường hầm xà linh ngày hôm qua khu trực thuộc tôi quản lý cũng có người mất tích ở đường hầm xà linh kẻ đáng thương đó đến bây giờ cũng còn chưa tìm được cơ bản là chết ở trong linh cảnh rồi. Hỏa sư thẳng tính vẫn đáng ghét như vậy, trừ ba vị đội trưởng này tương đối sinh động, người khác chưa nói, tựa như đối với chuyện này đã không có hứng thú. Các tiểu nhị của ta, các ngươi sẽ ghen tị với ta, ngay tại một giây sau. Lý Đông Trạch tùy tay phát ra một bao lì xì lớn một nghìn tệ. Tự mình đoạt đầu tiên, đoạt được năm tệ. Thanh đằng, cảm ơn ông chủ. Bạch Long, ông chủ hào phóng. Đại cơ bá, ông chủ hung tốt thần tốt mấy người bọn họ theo bản năng cướp tiền lì xì, si, cảm tạ, đi hết lưu trình này, sau đó đột nhiên phản ứng lại. chương 51, lấy đức phục người, hai Bạch Long, không thể nào. Đại cơ bá, Lý Đông Trạch Anh có ý tứ gì, nói rõ ràng. Thanh Đăng, Lý Đội trưởng, Lý Đông Trạch, cảm tạ mọi người quan tâm, thần dạ du tôi mới mời chào thuận lợi vượt qua đường hầm xà linh rồi. Trong group lập tức không còn động tính, giống như toàn thể bị cấm nói. Viên Đình, Lý Đông Trạch, đừng nói giỡn thần dạ du thái nhất môn không thích ló mặt ở group quản lý ngũ hành minh, dẫn đầu ló mặt. Khác với đội trưởng khác, việc lớn liên quan nghề nghiệp của mình, hắn không thể coi như không thấy đối với tin tức của Lý Đông Trạch, cho dù khả năng hắn nói dỡn lớn hơn nữa. Đội trưởng khác vẫn là không nói gì, yên lặng chờ đợi Lý Đông Trạch trả lời. Lúc này, Phó Bách Phu trưởng ở trong group phát ra một tin tức. Từ hôm nay trở đi, mạng đầu của đường hầm xà linh thuộc về ngũ hành minh chúng ta, lát nữa tôi sẽ mang phương án vượt linh cảnh bộ đến kho tin tức, làm linh cảnh thí luyện cấp S, nó có thể sinh ra thần dạ du phẩm chất cao hơn so với linh cảnh khác, tin tưởng đối với kế hoạch bồi dưỡng thần dạ du của tổ chức có trợ giúp thật lớn. Đọc đoạn văn tự thật dài này, các đội trưởng ngây dại. Phó Bách Phu trưởng là nhân vật cấp chấp sự, phân lượng nói chuyện khác với Lý Đông Trạch, hắn đã nói như vậy, việc này tất nhiên chân thật. Đường hầm xà linh thật sự bị vượt qua rồi, Lý Đông Trạch mời chào được quái thai gì vậy? Giờ khắc này, các đội trưởng bỗng nhiên ý thức được giá trị của vị người mới kia không là nghề nghiệp thưa thất nữa bản thân hắn có lẽ mới là đáng giá đầu tư nhất đại cơ bá tôi lại muốn họp nhóm cậu là muốn đào góc tường tôi thì có khóe miệng lý đông trạch giật giật thủy thượng phiêu tháng này không chạy thuyền nữa hẹn cái thời gian tụ hội ngay hôm nay đi đường quốc cường phát ra một bao tiền lì xì bạch long tụ hội thì được nhưng tôi cho rằng bách hoa hội không thể tham gia thanh đằng ha ha Quyền vương, tôi rất tò mò người mới kia là như thế nào vượt qua đường hầm xà linh, có thể làm được chuyện này, sợ không phải người thường. Lý Đông Trạch vẫn may không tệ, mời chào được một vị nhân tài. Mắt thấy trong group lòng người di động, Phó Bách Phu Trưởng lại phát ra một tin tức, tôi sẽ lấy phương án vượt đường hầm xà linh làm lợi thế, hướng thái nhất môn tranh thủ danh ngạch thần giả du, cố gắng ở trong 5 năm cho từng đội ngũ các người đều có một vị thần giả du. Thanh Đăng, cảm ơn Phó Bách Phu Trưởng. Đại cơ bá, mẹ kiếp, còn có loại chuyện tốt này không khí trong group lập tức nhiệt liệt hẳn lên bách phu trưởng chiêu này hay nha có cái bánh vẽ này lý đông trạch phun ra một hơi tiếp theo vài vị đội trưởng nhiệt tình tăng vào thảo luận kế hoạch lâu dài bồi dưỡng phân phối thần dạ du cùng với trong sáng ngoài tối hướng lý đông trạch tìm hiểu vị hảo hán giết mạng đầu kia là ai là nam hay nữ xuân xanh bao nhiêu nhưng lý đông trạch không nói cho bọn họ ở lúc các đội trưởng vui vẻ thảo luận tâm tình viên đình của thái nhất môn lại hoàn toàn khác hắn sững sờ nhìn phó bách phu trưởng lên tiếng, đọc đi đọc lại mấy lần, rốt cuộc để bản thân tiêu hóa việc lớn này. Đường hầm xà linh ngay cả thái nhất môn cũng bó tay không có cách nào thế mà bị vượt qua rồi. Tay mới kia là làm như thế nào? Làm linh cảnh của nghề mình, làm thần dạ du, hắn so với đội trưởng khác càng thêm khát vọng biết được chân tướng, trong lòng khó chịu như trăm con mèo cào. Nhưng, bây giờ không phải lúc dối rắm chân tướng, phải báo chuyện này lên cho tổ chức. Thần dạ du ưu tú như vậy, chẳng lẽ không nên gia nhập thái nhất môn sao? Tôn trưởng lão hồ đồ, lão sao có thể hứa hẹn bừa bãi, hại thái nhất môn không công tổn thất một nhân tài. Trong lòng viên đình sinh ra một chút thầm oán đối với vị trưởng lão kia. Trương Nguyên Thanh đi xe taxi tới sở cảnh sát, ngựa quen đường cũ vòng tới sau tòa nhà, bước vào tòa nhà thủy tinh tràn đầy cảm giác tinh anh. Đi lên lầu 2, hắn liếc một cái liền thấy được ngự tỷ con lai ngồi ở sofa uống trà, gác đôi chân dài như siêu mẫu, áo sơ mi, váy bút chì, tơ đen, giày cao gót. Eo nhỏ thon thả mà bộ ngực no đủ, trang dung tinh xảo kiểu tóc mốt, nếu nữ thần công sở cần một hình tượng tiêu chuẩn, Trương Nguyên Thanh cảm thấy chính là cô. Cũng may giá trị thẩm mỹ của hắn đã được gì trẻ rèn luyện trình độ cực cao, mặt không đổi sắc chào hỏi. Chị quan nhã, quan nhã buông chén trà, đứng dậy nghênh đón, cười mỉm nói. Chật chật, chị còn tưởng sinh viên của chúng ta là một thằng chó con, không ngờ là một tên chó săn nhỏ. Chúc mừng trở thành thần dạ du, chị muốn thưởng cậu một cái ôm. Cô giang tay ra, lòng dạ rộng lớn, đã bước đầu thăm dò tính cách đối phương Trương Nguyên Thanh không má bẫy, cười lạnh nói: "Yêu nữ, sao dám nhũ ta?" Chương 52 khác nhau một, đổi thành cô nương khác, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ không nói loại lời này, nhưng Quan Nhã là tài xế già, nhấn ga mới là phương thức kết giao chính xác với cô. Quan Nhã ngẩn ra một phen, cười lên khanh khách, nói: "Đi thôi, đội trưởng muốn gặp cậu." Cô sau khi đi vài bước, đột nhiên quay đầu, mỉm cười nói: ở trong linh cảnh thu hoạch không nhỏ nhỉ. Không, không cần nói với chị, che giấu thực lực cùng thủ đoạn là tố chất mỗi một vị linh cảnh hành giả phải có. Tôi không muốn nói với chị đâu nha." Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, chợt phản ứng lại, ý tứ của cô là bảo mình giữ lại bí mật thích hợp, đừng mang tất cả đều khai ra. "Đi theo quan nhã." Trương Nguyên Thanh một lần nữa tiến vào văn phòng xa hoa, thấy Lý Đông chạch thoải mái nằm ở ghế mềm, trong tay cầm điếu xì gà. "Biết tôi bây giờ lo lắng nhất là cái gì không?" lý đông trạch vừa đứng dậy đi về phía sofa tiếp khách vừa đánh giá trương nguyên thanh cái gì trương nguyên thanh phối hợp hỏi tôi lo lắng nhất cậu ở đến trên đường bị người ta cướp đi lý đông trạch mở ra tủ rượu lấy ra ba cái ly thủy tinh nói uống gì coca trương nguyên thanh trả lời quan nhã bảo người đi mua lý đông trạch lập tức phân phó không tệ địa vị tăng lên rất rõ ràng trương nguyên thanh đi theo lý đông trạch vào ngồi người sau uống một ngụm rượu vào thẳng chủ đề hậu sinh khảo ý cậu làm phi thường tốt đợi lát nữa cần phiền cậu viết một phần tình huống vượt qua chi tiết nhưng trước đó tôi muốn hỏi một chút cậu có ở miếu sơn thần phát hiện tin tức gì không quá bình thường không trương nguyên thanh đang muốn nói chuyện cửa phòng làm việc vang cốc cốc hai lần ba người theo tiếng nhìn lại vương thái ôm máy tính đứng ở cửa nói tôi có thể đi vào nghe không hắn nói xong câu đó liền không chịu mở miệng nữa chờ đợi đáp lại lý đông trạch trầm ngâm một phen gật đầu nói vào đi, thuận tiện giúp Nguyên Thủy làm ra báo cáo hướng dẫn chiến lược. Vương Thái nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải người thích vô giúp vui, chỉ là đường hầm xà linh cấp S làm bắc trong linh cảnh thí luyện thần giả du, là một đầu đề rất tốt, hắn chịu không nổi dụ hoặc ở bên cạnh nghe. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một phen, đợi sau khi Vương Thái vào ngồi, hắn mang tình hình của mình ở miếu sơn thần từ từ nói ra. Bỏ bớt đi công năng chày phục ma, chỉ nói là một món đạo cụ có thể khắc chế âm vật. Về phần giày khiêu vũ màu đỏ, hắn cũng mơ hồ xử lý, nói mình từ nhỏ được cậu bồi dưỡng, tinh thông hát nhảy rap, hơn nữa trí nhớ kinh người, cho nên miễn cưỡng phá giải quy tắc giải khiêu vũ màu đỏ. Đương nhiên cũng ẩn đi chuyện phần thưởng riêng của thẻ nhân vật, bởi vì vậy sẽ bại lộ mình đạt được giày khiêu vũ màu đỏ. Giấu giếm bộ phận tin tức mấu chốt là nhắc nhở hắn từ chỗ quan nhã đạt được. Đạo cụ loại quy tắc dị thường quý giá, ngũ hành minh dùng 500 đồng tiền cùng cờ thưởng đổi đạo cụ loại chuyện này chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng người phải đề phòng một phen. Về phần tình huống tam đạo sơn nương nương sống lại, hắn tính đợi lát nữa lấy ra nói riêng, thảo luận kỹ. Trong quá trình này, Vương Thái vừa nghe, vừa lách cách gõ chữ ghi lại. Lý Đông Trạch Kiên nhẫn nghe xong, sờ tay cầm gậy trống, nói. Đạo cụ khắc chế âm vật kia, hẳn là phần thưởng vượt ải nhỉ, hơn nữa nhất định là đạo cụ cấp bậc không thấp. Quan nhã vội vàng cười nói, thằng nhóc thối, thí luyện nhiệm vụ cấp S đó, nào có chỉ thưởng cho một chút giá trị kinh nghiệm, Cô đây là đang dạy Trương Nguyên Thanh, nói dối phải chín thật một giả, đừng có thái quá. Nụ cười của Trương Nguyên Thanh không thay đổi, ô, tôi quên nhắc đạo cụ, đạo cụ đó quả thật là phần thưởng vượt ải. Hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh, Lý Đông Trạch cũng không để ý, tiếp tục nói. Như vậy xem ra, cấp bậc độ khó đường hầm xà linh phải giảm xuống rồi. Vì sao nói như vậy? Trương Nguyên Thanh khó hiểu, Lý Đông Trạch kiên nhẫn giải thích. Chúng ta nói đùa linh cảnh là trò chơi, nhưng nói đùa trung quy là nói đùa, ở trong thế giới linh cảnh, đạo cụ rất thưa thớt, mỗi một món đều có tính duy nhất, không có khả năng phục chế. Cậu đã mang ra món đạo cụ kia, như vậy về sau, chi tiết giết chết thủ yêu có thể sẽ biến mất, độ khó đường hầm xà linh tự nhiên giảm đi. Thưa dịp Lý Đông Trạch uống rượu, quan nhã bổ sung nói. Chi thức có liên quan phó bản linh cảnh, chị nói cho cậu một lần, phó bản linh cảnh là không ngừng điều chỉnh. Đưa cái ví dụ, ví dụ như hướng dẫn chiến lược miếu sơn thần của cậu, từ bên trong lấy đi đạo cụ, như vậy độ khó của nó tất nhiên hạ xuống. Hoặc là cậu chết ở trong linh cảnh, đạo cụ của cậu bị quỷ dị trong linh cảnh đạt được, nó trở nên càng mạnh hơn, như vậy độ khó linh cảnh sẽ tăng lên, giày khiêu vũ màu đỏ chính là ví dụ tốt nhất. Trường 53, khác nhau 2, còn có một điểm, cùng linh cảnh, cấp bậc khác nhau, nhận nhiệm vụ cũng khác nhau. Chị từng đi một cái linh cảnh loại hoang dã cầu sinh, đọc trước hướng dẫn chiến lược, ở trong phó bản, vị tiền bối đó là thợ săn, nhiệm vụ là ở trong rừng rậm săn giết chín tên hung đồ. Nhưng sau khi chỉ tiến vào linh cảnh, phát hiện chị chỉ là một trong chín tên hung đồ, yêu cầu nhiệm vụ là sống sót 36 giờ, đây là vì cấp bậc của chị thấp hơn vì tiền bối kia. Cho nên, hướng dẫn chiến lược chỉ có thể làm tham khảo, để chúng ta hiểu biết phó bản, biết được một ít tin tức cùng nguy hiểm cơ sở. Sẽ không giảm xuống, Vương Thái nói, bởi vì giày khiêu vũ màu đỏ còn đó. Quan Nhã và Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, giữ im lặng. Vương Thái hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục nói: "Có chút kỳ quái, số liệu như vậy, thu hoạch như vậy, tin tức như vậy, không xứng với độ khó cấp S, cậu có phải có điều giấu giếm hay không?" "Này, cũng quá trực tiếp rồi nhỉ, anh như vậy sẽ làm mọi người rất xấu hổ." Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, "Không phải giấu giếm, tôi đang định nói, trong hang động ngoài thụ yêu còn có một cái quan tài đá." "Quan tài đá? Trong quan tài đá có cái gì?" Lý Đông trạch ngả người về phía trước, giọng điệu dồn dập truy hỏi vương thái cũng dừng gõ chữ quan nhã mặt đầy tò mò trong linh cảnh cấp s bình thường sẽ kèm theo một ít tin tức quan trọng nói không chừng chính là một bí mật long trời lở đất tổ chức chính phủ tổ chức dân gian thậm chí tổ chức tà ác bọn họ hiểu biết đối với linh cảnh một nửa là thông qua quan sát tổng kết quy luật một nửa khác chính là căn cứ tin tức thu hoạch trong linh cảnh do đó từng bước một mở khóa bí mật linh cảnh không có linh cảnh hành giả nào có thể chống lại loại dụ hoặc này nằm trong quan tài đá là tam đạo sơn nương nương, ở sau khi tôi mở ra quan tài, cô ta, cô ta đã thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Con người Lý Đông Trạch hơi co lại, thất thanh nói. Cô ta thức tỉnh, hắn đứng bật dậy, như là không ngồi yên được nữa, ở văn phòng chống gậy vừa đi qua đi lại, vừa nhíu mày. Một hồi lâu sau, Lý Đông Trạch sắc mặt chăm chú nói. Có lẽ chúng ta đều đã đoán sai, căn cứ tin tức tương quan vị nương nương kia, Cô ta tất nhiên là thần giả dạ du đẳng cấp cao, bây giờ cô ta thức tỉnh, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một, Miếu Sơn thần sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không là linh cảnh thí luyện thần giả dạ du nữa, mà là một cái phó bản linh cảnh đẳng cấp cao. Hai, Miếu Sơn thần vẫn giáng cấp, nhưng lấy cấp bậc vị nương nương kia, tất nhiên sẽ có phó bản linh cảnh mới, đẳng cấp cao xuất hiện. Đối với cao tầng thái nhất môn mà nói, sự tình liên quan linh cảnh nghề nghiệp của mình thay đổi, tin tức này dị thường quan trọng. Quan nhã hâm mộ một phen, nói, tin tức càng quan trọng, phần thưởng tổ chức cho cậu càng nhiều. Cho thêm tiền, Trương Nguyên Thanh bất ngờ một phen, sau đó thấp thỏm lo âu nói. Lão bà đã chết mấy trăm năm kia còn cười với tôi, tôi luôn cảm giác cô ta sẽ tìm đến tôi, trong lòng không yên tâm. Nếu cây đa tinh không nói dối, trong chảy phục ma phong ấn một nửa dương phách của nương nương, như vậy cô ta nhất định khẳng định cùng với tuyệt đối sẽ tìm mình. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa nói với các đồng nghiệp, Vương Thái thật lòng thành ý an ủi. Đừng tự tin như vậy, lấy cấp bậc của cậu là không gặp được loại đại lão này. Không biết nói chuyện thì câm miệng đi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cảm kích gật đầu, tỏ vẻ lời này an ủi được mình. Quan nhã cười mỉm nói. Nương nương đó xinh đẹp không? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn cô, đẹp hơn chị. Vương Thái ở một bên thành khẩn bổ sung. Giá trị nghiên cứu cũng cao hơn chị. Lão ti cơ sao giận dữ. Cốt, kinh thành, tứ hợp viện. Ánh mặt trời rực rỡ, cây hòe lớn đắm chìm trong ánh nắng, phiến lá lóe ra ánh sáng bảy màu. Một trận gió thổi tới, cành lá lay động, phát ra tiếng cười hi hi ha ha của trẻ con. Tôn trưởng lão dưới tàng cây hòe phe phẩy quạt hương bồ, theo xích đu nhẹ nhàng chấp lên, trên bàn trà bên cạnh bầy đồ dùng uống trà cùng một chiếc radio kiểu cũ. Người trung niên mặc đồ đen vội vã bước qua bậc cửa, đi vào sân, thấp giọng báo cáo. Tôn trưởng lão, Tùng Hải bên kia truyền về tin tức, có người vượt qua linh cảnh đường hầm xà linh rồi. Tây quạt hương bồ đang phe phẩy khựng lại, ông lão tóc hoa dâm bỗng mở mắt, đôi mắt trợn lên bắn ra hai luồng ánh sáng vàng rực, tiếng trẻ con trên cây hòe tựa như bị dọa, phát ra tiếng kinh hô, tiếp đó cùng nhau im lặng. Chương bốn khác nhau ba. Ông lão từ trên xích đu ngồi dậy, nhìn chằm chằm người trung niên, thần giả Du kia thằng nhóc phó ra chiêu mộ. Người đàn ông trung niên gật đầu,